Vương phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 196, ban thưởng. Đao Lão Đại lấy bánh ngọt trong ngực ra cho tiểu nhị, "Mau ăn, còn nóng hổi." Ánh mắt tiểu nhị đều thẳng, "Trời ạ, à, ca ca, ca làm sao có được nhiều đồ ăn ngon như vậy?" Người tốt bụng cho Đao Lão Đại mặt dày vô sỉ nói, hôn nhiên không nhớ rõ hắn ta đã chiếm trước bàn của người ta. Muội nhất định phải cảm ơn người tốt bụng này, tiểu nhị cảm động đến rơi nước mắt. Thương Mai nhìn cặp huynh muội trước mắt, Cô đã đi qua rất nhiều nước thứ ba, nhìn thấy có một số người bởi vì đạt được thức ăn mà gào khóc, nhưng mà, ở đại chu thái bình thịnh thể này, lại lần đầu tiên nhìn thấy. Đao lão đại thân thể cường tráng, võn có thể dùng khí lực đổi tiền công, vì sao huynh muội hai người lại sống nghèo túng như vậy? Đúng rồi, Đao lão đại bị mộ Dung Khanh phát hiện như thế nào? Nghĩ đến đây, Thương Mai hỏi Đao lão đại, sao người biết Phương gia? Phương gia nào? Đao lão đại không ngừng nhét bánh bao bên cạnh tiểu nhị vừa hỏi. Chính là người đưa ngươi đến Lương Vương phủ thương mai nói. Đao lão đại nhất thời mở to hai mắt, a, à, là hắn ta, hôm nay có một ông chủ bán bánh bao sớm cho ta hai cái bánh bao, sau đó có người gây chuyện, nói muốn thu phí bảo vệ gì đó, ông chủ không cho phí bảo vệ, những người đó đánh ông chủ, ta thấy ông chủ bị đánh, đánh những người đó một trận, đánh chạy, vừa vặn đại gia này cùng người tốt đi qua. Hỏi ta rất nhiều vấn đề, ta đi theo hắn. Hỏi vấn đề gì? Thương Mai tò mò hỏi. Đao lão đại suy nghĩ một chút, những thứ khác ta không nhớ, chỉ nhớ hẳn hỏi ta có muốn mỗi ngày đều có cơm trắng ăn hay không, ta đương nhiên muốn, có người không muốn ăn cơm trắng sao? Hạ Ẩn nói muốn ta đi cùng hắn, ta sẽ đi. Audio điện tử võ tấn bền. Thương Mai hiểu được, mộ dung khanh là muốn giữ lại cho cô một người biết phó công và bảo vệ chủ nhân. Cô nhìn đao lão đại, nói, người bây giờ theo ta hôi phủ ta sẽ cho tiếu khuyên giản xếp tốt cho mỗi mỗi ngươi, sau này ngươi đi theo bên cạnh ta, mỗi tháng ta cho ngươi một lượng bạc tiên công, mỗi ngày ba bữa cơm trắng, bảo đảm có thịt. Khuôn mặt của đao lão đại trở nên nghiêm trọng, giống như có chút không tin lời mình nghe được, hắn ta nhìn thương mai, một ngày có thể ăn ba bữa, còn có thịt. Còn tiền công, người nói là một lượng bạc hay là một lạng bạc, một đồng bạc đã tốt hơn nhiều rồi, cho tôi một lượng. Người muốn tôi đi giết người sao? Thương Mai cười nói, người sẽ giết người sao? Đao lão đại chân chờ một chút, tôi hứa với mẫu thân tôi, tôi không giết người, nhưng tôi sẽ đánh người. Không cần ngươi giết người, ngươi chỉ cần nghe mệnh lệnh của ta, sau này ở trong phủ làm việc cho ta là được thương mai nói. Thật sao? Đúng vậy. Đao lão đại quay đầu lại nhìn muội muội, đưa tay dụi dụi mắt, xoay người đi vào miếu đổ nát. Thương mai và tiểu khuyên liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết hẳn ta làm cái gì bỗng nhiên, thấy hắn ta như mũi tên từ bên trong lao ra, một tay ôm lấy đao tiểu nhị, một tay xoay tròn, kích động hô to tiểu nhị muội có nghe thấy không? Ca ca tìm được việc làm rồi, sau này muội không bị đói bụng nữa, cũng không cần ăn cơm chó, chuyện ta hứa với mẫu thân cũng làm được. Nói xong, hắn ta buông đao tiểu nhị ra, giống như một đứa trẻ, ngồi dưới đất gào khóc. Tiểu khuyên hoa một tiếng, cũng khóc lên, vừa rồi nàng vẫn cảm thấy đao lão đại rất thô lỗ rất vô lễ, nhưng nhìn thấy một mặt chân tình của hắn ta như vậy mới biết mình nhìn người bằng vẻ bề ngoài thật sự là quá nông cạn cứ như vậy thương mai bảo tiểu khuyên giàn xếp cho đao tiểu nhị xong mang theo đao lão đại hồi phủ giờ phút này thương mai cũng không biết một người bân cùng thôn quê động một chút là muốn giết người sau khi vô tình bước vào cuộc đời của cô sẽ làm bạn với cô cả đời khi trở lại phủ mặt trời đã ngả về tây lão phu nhân theo lời đưa tới khí ước bán thân của quế viên Quế viên cuối cùng cũng có thể trở lại hạ trí huyền sau một ngày bị bọn họ giày xéo. Nhưng thương mai biết quế viên ở lại trong phủ, ở lại bên cạnh cô luôn không an toàn, cô phải nghĩ cách tìm một nơi tốt cho quế viên. Sáng sớm hôm sau, trong cung đã có ý chỉ, là ý chỉ của Hoàng Thái Hậu, người tuyên chỉ là An Thân Vương, không phải ban hôn cho thương mai, mà là ý chỉ sắc phong huyện chúa của Liên Thị. Hoàng Thái Hậu đối với Liên Thị luôn luôn không quá thích, bà ta có thể tự mình hạ chỉ, chứng minh nhiếp chính vương bên kia đã hạ chỉ. Sau khi an thân vương tuyên chỉ, bảo liên thị nhận lấy ban thưởng, sau đó nói trước mặt lão phu nhân và hạ thừa tướng, ý chỉ của Hoàng Thái Hậu có nói, mảnh đất tướng phủ ngâm chiếm kia, hiện giờ cũng phong thưởng cho đan thanh huyện chúa, cho nên bổn vương sẽ bảo hộ tịch nha môn bên kia nhanh chóng soạn lại một phần khế ước nhà cửa, tách ra khỏi tướng phủ. Tây môn hiểu nguyện nói, vương ra, mảnh đất kia tướng phủ đã bồi thường đi ra ngoài, cái này tính thế nào đây? Kiều Nguyệt Phu Nhân là muốn truy cứu việc này sao? Có thể, ở trong nhà môn lập hồ sơ điều tra trước, nếu chứng thực thật sự bồi thường, triều đình sẽ trả lại số bạc này. Tây môn hiểu Nguyệt theo lý cố gắng, cái này làm sao trả lại? Không phải nói là đất của Hoàng gia sao? Nếu Hoàng gia dùng, tướng phủ không nên bồi thường cho dân chúng, nhưng nếu không phải Hoàng gia dùng, cũng không nên ban thưởng cho liên. Đan thanh huyện chúa, An thân vương thản nhiên nhìn nàng ta một cái, trong thiên hạ đều là đất vương, nếu hiểu nguyệt phu nhân thật sự muốn bàn luận, thật đúng là có thể bàn luận, chỉ là, người cho rằng tướng phủ xâm chiếm đất của dân chúng tội nhẹ một chút hay là tội danh xâm chiếm đất của hoàng gia nhẹ một chút. Lão phu nhân liếc mắt nhìn Tây Môn Hiểu Nguyệt một cái, được rồi, người mau cầm miệng đi. Tây Môn Hiếu Nguyệt vốn chỉ là muốn thay tướng phủ tranh giành một tiếng, và lại cũng không muốn đem nửa tướng phủ chắp tay đưa cho liên thị, không suy nghĩ sâu xa nhiều chuyện sau lưng như vậy. Bị lão phu nhân quát lớn một tiếng, mặc dù tâm sinh phẫn nộ, nhưng cũng không dám lên tiếng. Lão phu nhân giận dữ mảng nàng ta, mới khom người nói với an thân vương, vương ra vất vả rồi, việc này cũng không nói truy cứu hay không truy cứu, cứ như vậy đi, đan thanh huyện chúa cũng là người của tướng phủ chúng ta, mảnh đất này cho nàng ta, cũng đồng nghĩa với cho tướng phủ. An thân vương giơ tay lên, đây là chuyện nhà của các ngươi, bổn vương không hỏi nói xong, xoay người dẫn người rời đi. Sau khi nhận ý chỉ xong, lão phu nhân bảo hạ thừa tướng đỡ mình đi, không muốn ở lại đây với thương mai và liên thị nữa. Thương mai ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, chỉ lo để cho đao lão đại thu đồ vật ban thưởng về nhà kho của hạ trị uyến. Trong tướng phủ bây giờ là tây môn hiểu nguyệt lo liệu mọi việc, thấy một gã sai vặt không phải là người trong phủ, nói với thương mai, hắn là người phương nào có đăng ký danh sách trong phủ không? Nếu không có, tướng phủ sẽ không phát tiên công cho hẳn ta. Thương Mai nhìn khuôn mặt sưng đỏ của bà ta, vết thương đã chảy ra những giọt nước nhỏ, nhưng vẫn thoa son phấn lên miệng vết thương, không cần báo cáo hắn chỉ là người của hạ trí Uyển ta, không thuộc về tướng phủ. Vậy hắn ta sống ở tướng phủ, hạ trí Uyển cũng là nơi của tướng phủ, nếu không phải là người của tướng phủ, không thể ở lại tướng phủ Tây Môn Hiểu Nguyệt Cường ngạnh nói thương mai ôm lấy một đôi ngọc như ý, quay đầu lại thản nhiên nhìn Tây Môn Hiểu Nguyệt một cái, nếu như ta là ngươi, ta sẽ lo lắng Tây Môn nhị phu nhân tìm ngươi gây phiền phức, mà không phải là tìm người gây phiền phức, mà là tìm một số người làm cho người ta khinh thường. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Tây Môn Hiểu Nguyệt trong lòng trột dạ, xác thực, nàng ta vẫn luôn sợ hãi lương thị tìm phiền toái, dù sao, chuyện phòng bên kia, phàm là người có đầu óc, đều biết là chuyện gì xảy ra. Thương Mai cười lạnh, có phải nói bậy hay không, trong lòng Hiếu Nguyệt Phu Nhân rất rõ ràng, nghe nói, sáng sớm hôm nay Lương Thị đã trở về quốc công phủ, quốc công phủ bây giờ, không biết đang xảy ra chuyện gì. chương 197, buổi lại mặt thứ ba. Đúng như Thương Mai đã tính toán, hôm nay Lương Thị đã trở về phủ quốc công. Bà ta trở lại trong phủ, không nói năng gì, hôm nay là ngày Tây Môn Hiểu Nguyệt thực hiện buổi lại mặt thứ ba. Bà ta biết, lão quốc công ở trong phủ đã biết ngày hôm ấy xảy ra chuyện gì không ai đến hỏi thăm bà ta ngoài phu quân của bà ta tất cả mọi người cho rằng bà ta nên vì phủ quốc công mà hy sinh không ai để ý đến sự phẫn nộ của bà ta cũng không ai cho rằng bà ta đang phẫn nộ bởi vì đã nhiều năm tất cả mọi người đều quen việc bà ta trả giá vì phủ quốc công bọn họ thậm chí cho rằng cho dù bà ta phải trả giá bằng sinh mệnh cũng là vì lợi ích của phủ quốc công, bà ta không hề do dự nề hà vì phủ quốc công. Có lẽ nên làm cho tất cả mọi người biết, Lương thị không phải công cụ phát tài của phủ quốc công. Lương thị không có phủ quốc công, vẫn ổn như ngày trước, nhưng phủ quốc công không có Lương thị, không thể được. Buổi lại mặt thứ ba vốn dĩ diễn ra vào sáng sớm, nhưng bởi vì lễ thân vương đến tuyên chỉ, thời gian bị trễ, hạ thừa tướng đã cho người tới trước phủ quốc công nói một tiếng, ước chừng khoảng giữa trưa sẽ đến. Tấn quốc công chỉ huy hạ nhân trong phủ chuẩn bị bữa trưa, bởi vì Tân Lang là thừa tướng đương triều, cho nên Tấn quốc công cũng phải mời mấy vị trưởng bối trong tộc đến. Bộ tộc của Tấn quốc công ở nước Đại Chu có căn cơ rất sâu, có nhiều chỉ nhánh, nhưng tiền đồ không được mấy người. Về phân hôm nay đi mời các trưởng bối trong tộc cũng đều là nguyên lão trong triều, chỉ là đã nghỉ hưu. Trong đó có một vị là thầy dạy của tiên đế, lúc tiên đế vẫn còn là thái tử vị thái sư này là người hiền hách nhất trong gia tộc hiện giờ. Ông ta tôn trọng nho học, tôn trọng lễ giáo, dạy tiên đế lấy hiếu nhân trí quốc, khéo trùng hợp là, lễ thân vương rốt cuộc cùng là một đệ tử của ông ta, có thể nói lễ thân vương có rất nhiều tư tưởng cũ kỹ, đều là do vị ân sư này dạy dỗ. Hôm nay một vị lão phu nhân được mời lại đây, vốn làm mặt tiền cho phủ tấn quốc công, nhưng ai biết được. Cuộc sống luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tấn quốc công vì muốn long trọng, Cố ý mời người của tướng phủ lại đây ăn cơm, phong tục này tồn tại đã lâu, kêu mời con rể, ý nói, gia đình nhà gái bên này lúc thành thân thể mời con rể bên kia và người nhà qua đây ăn bữa cơm, cho nên buổi lại mặt thứ ba mời ở lại, lấy cớ này củng cố quan hệ hai nhà. Thương Mai vốn không muốn đi, nhưng sáng hôm nay Lương Thị lén đưa giấy viết riêng, hy vọng cô có thể đến. Bởi vậy Thương Mai suy đoán, Lương Thị tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, cho nên mới báo trước chuyện Tây Môn Hiểu Nguyệt bảo cô chuẩn bị sẵn sàng. Muốn xem náo nhiệt, tổng lực hai bên phải ngang nhau mới đáng xem. Hai ngày qua, Hảo Anh nhiễm có vẻ rất buồn, từ sau ngày đại hôn, nàng ta không còn tác quái nữa. Hôm nay Hạ Thừa Tướng nghĩ rằng nàng ta sẽ không đi, nhưng nàng ta lại rất tích cực, sau khi liên thị tiếp chỉ, trang phục chỉnh tê đến tiêu tương uyến hậu. Nàng ta đối Tây Môn Hiểu Nguyệt đặc biệt thân thiết, trước sau đều một tiếng mẫu thân. Tây Môn Hiếu Nguyệt mới vừa đến, cần mượn sức người của tướng phủ, cho nên, đối với cách xưng hô mẹ con này, đến mức mọi người đều cảm thấy ghê tởm. Trần Nguyệt Nhung là không thể đi, tuy rằng nói là mời tất cả người nhà của tướng phủ, nhưng vẫn phải theo phép tắc, nếu tướng phủ thật sự mang Trần Nguyệt Nhung đi, vậy sự việc sẽ trở nên không vui vẻ gì. Hiện giờ điều là cho hạ thừa tướng phiên não, đó là có nên đưa liên thị đi theo hay không? Nếu đưa đi, không biết liên thị có nói ra những lời không nói hay không, dù sao hiện giờ nói chuyện với bà ta, mọi người đều thấy bộ dáng sắc sảo và kiêu ngạo. Nếu không mang theo, tốt xấu gì bà ta cũng là huyện chúa, lại là phu nhân đầu tiên của hạ thừa tướng, Tây Môn Hiếu Nguyệt bước vào phủ, tuy nói là bình thê, nhưng cũng không thể đi quá giới hạn với huyện chúa, cho nên, Hiểu Nguyệt phu nhân vẫn là thiếp. Nhà Quốc công mở tiệc chiêu đãi tướng phủ, ngoài quan hệ thông gia, nói thẳng ra là muốn kết liên minh, không mang Liên thị theo thì khó nói đang lúc hạ thừa tướng khó xử, thương mai cho tiểu khuyên đến báo, nói rằng liên thị thân thế không khỏe, không đi phủ quốc công. Hạ thừa tướng thở dài nhẹ nhóm, ông ta nói với tiểu khuyên, vậy ngươi chuẩn bị thật tốt cho đại tiểu thư, chúng ta lập tức đi ngay. Ông ta kỳ thật không hy vọng thương mai đi, nhưng hôm nay cùng lắm chỉ là ăn bữa cơm, cô sẽ không gây phiền toái gì. Nhớ tới trước đây, đều là do ông ta gây chuyện trước, sau đó mọi chuyện mới trở nên rối tinh, nếu phủ quốc công không có gây chuyện với cô, bắt hẳn cô sẽ không gây ra chuyện gì. Bên cạnh đó, tới phủ quốc công, cô có thể chống đỡ một mình, đối phương toàn bộ đều là người của Tây Môn Gia, mà ở tướng phủ cô cũng chỉ như một nha đầu hay kẻ sai vặt, nếu cô dám ở phủ quốc công làm loạn, thật sự không biết thế nào là trời cao đất rộng. Nghĩ đến cuối cùng, ông ta lại cho rằng Hạ Thương Mai nên làm loạn một trận, để cô biết chuyện lợi hại, ngày sau sẽ biết nhẫn nhịn một chút ông ta đem ý tưởng này nói với tây môn hiểu nguyệt tây môn hiểu nguyệt mỉm cười tướng ra không nói thiếp thân cũng đã có chủ ý chủ ý gì hạ thừa tướng nghe vậy trái tim đánh thình thịch không biết vì sao thấy nét mặt của tây môn hiểu nguyệt âm hiểm ông ta thấy dự cảm không lành dù là việc quế viên hay đại hỏa đều là chủ ý của tây môn hiểu nguyệt hai sự việc này đều gây náo loạn làm cho tướng phủ làm trò cười lớn cho thiên hạ tốn thất không hề nhỏ tây môn hiếu nguyệt khẽ cười yên tâm tôi cũng không nghĩ cách đối phó với cô ta, mà để người trong tộc xem cô ta sắc xảo xấu xa như thế nào. Hả, cái này có ý gì? Hạ thừa tướng bắt đầu hối hận với đề nghị vừa rồi, ông ta vốn đã có kế hoạch đối phó hạ thương mai, vừa rồi nói muốn dạy dỗ cô là theo cảm tính. Tây môn hiếu nguyệt nói, từ lúc hạ thương mai từ chối hôn sự tới nay, thanh danh của cô ta rất xấu, trong kinh thành dường như không có ai nói cô ta tốt dù chỉ một câu, nhưng trong mấy tháng ngắn ngủi, cô ta đã từ ác nữ lại trở thành ái nữ đáng thương trong mắt trưởng bối, bị người của tướng phủ hãm hại đáng thương, ngày đó ở bên cạnh căn phòng bị cháy, ta nghe Thúy Ngọc cô cô nói, mọi người thấy cô ta bình yên vô sự, đều buông nhẹ một hơi, chứng tỏ cô ta đã bắt đầu lấy được lòng người. Điểm ấy không cần ngươi nói, bổn tướng biết hạ thừa tướng lạnh lùng nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là quả thật như thế, hiện giờ thanh danh của ông ta hạ hòe quân so với hố xí càng thối, nhưng hạ thương mai và liên thị lại trở nên thanh cao thậm chí thôi thái phi trần thái quân đều nhất nhất bảo vệ cô điều này làm cho ông ta uất nghẹn này tướng ra có biết hôm nay về nhà mẹ đẻ có người như thế nào không tây môn hiểu nguyệt cười độc ai hạ thừa tướng hỏi thái tử thái bảo tây môn đại nhân tây môn hiểu nguyệt nhẹ giọng nói mặt mày đắc ý hiện giờ bộ tộc tấn quốc công ra tay chính là vị tây môn thái bảo này cái gì Tây môn thái bảo cũng đi, hạ thừa tướng kinh ngạc, phải biết rằng, vị này là học giả lớn tuổi, lâu rồi không tham dự lễ tiệc nào, nếu nói trong kinh thành ai là người có danh vọng cao nhất, ngoài ông ta chỉ có viên đại học sĩ Mạc Trúc Liễu. Viên đại học sĩ đã hồi hương, trong kinh thành người tài dần ít đi, nhưng Tây môn thái bảo vốn là thầy dạy của tiên đế, trước khi cáo lão thì quyền cao chức trọng, để bạt rất nhiều người, ông ta chân chính là người vô cùng hiển hách. chương 198, Hài Hòa Thân Gia mấy chiếc xe ngựa đã được tướng phủ sử dụng. Lão phu nhân ngồi chung với Hạ Oanh Nhiễm, Hạ Thừa Tướng và Tây Môn Hiểu Nguyệt ngồi cùng một chiếc, không ai nguyện ý ngồi cùng Thương Mai, Thương Mai cho Tiểu Khuyên cùng đao lão đại lên xe ngựa. Xe ngựa của tướng phủ rất lớn, hai người ngồi chung một xe không thành vấn đề, nhưng Tây Môn Hiểu Nguyệt không muốn cùng Lão Phu Nhân ngồi chung, Lão Phu Nhân cũng không nguyện ý ngồi chung với Tây Môn Hiểu Nguyệt, vì vậy phải chuẩn bị ba cỗ xe. Nhưng mà tướng phủ hành động luôn luôn quái dị, Vài người ra ngoài dùng tới ba cỗ xe ngựa, xem như không có gì kỳ lạ. Đao lão đại ngày đó theo Thương Mai mới lần đầu tiên ngồi xe ngựa, hiện giờ là lần thứ hai, hắn vẫn có vẻ lo lắng. Tiểu Khuyên nhìn ngón chân của hắn, "Đại tiểu thư không phải cho ngươi mua giày mới rồi sao? Sao ngươi không dùng?" Đao lão đại nhìn chân mình, ngập ngừng nói, "Lễ mừng năm mới mới dùng." "Tại sao chứ?" Tiểu Khuyên cười nhạo, "Tên ngốc nhà ngươi, lễ mừng năm mới đều dùng đồ mới, giày mới." quần áo mới, tất cả đều mới. Thật chứ, đao lão đại nhìn thương mai, đáy mắt tràn ngập sự kính yêu, đại tiểu thư, cô là người tốt, là người tốt tốt nhất ta từng gặp, giống như Bồ Tát. Người làm sao biết Bồ Tát tốt, tiểu khuyên nhạo báng hắn ta. Đao lão đại nói, Bồ Tát đương nhiên là tốt, chỉ cần đi trong miếu, trên bàn thờ của Bồ Tát đích nhất định có đồ ăn, trong miếu có đại sư nói. Cơm chay của Bồ Tát dành cho người không có cơm ăn, ai đói bụng đến đó đều có thể lấy ăn. Thương Mai mỉm cười như vậy, vị này đại sư là người tốt, đều tốt, đầu tốt, đao Lão đại chưa từng đọc sách, không biết đạo lý lớn, dù sao ai cho hắn ăn cơm đều là người tốt. Thương Mai biết hắn có tư tưởng này, cô cảm thấy cần phải đảo ngược lại. Cô nói, a à đại, người hãy nghe ta nói, trên thế giới này có rất nhiều loại người, cho người cơm ăn chưa hẳn là người tốt, chúng ta phải học cách phân biệt thị phi, thị phi đao lão đại ngẩng đầu nhìn thương mai a nương cũng nói thị phi với ta nhưng ta không biết là cái gì vì thế trên đường đến phủ quốc công thương mai không ngừng phổ cập kiến thức thị phi cho đao lão đại đao lão đại vốn là con người hết sức đơn thuần thương mai nói gì hắn đều nghe đến phủ quốc công đích hẳn nói ta hiểu rồi nếu người tốt bảo ta đi đánh người xấu chẳng sợ không cơm ăn ta đều phải đi đánh nếu là người xấu bảo ta đi đánh người tốt cho dù cho ta ăn thịt ta cũng không có thể đi Thương mai sợ run, đại khái ý là như vậy. Được rồi, người muốn ăn đủ thứ, cần phải lịch lãm. Cô rất may mắn khi mộ dung khanh gặp đao lão đại, nếu công phu của hắn bị người xấu lợi dụng, thật thảm. Lúc đao lão đại xuống xe ngựa, lại nói thêm một câu, đại tiểu thư là người tốt, đại tiểu thư bảo ta đi đánh ai, ta đi đánh người đó. Lời này làm cho tiểu khuyên vô cùng khen ngợi, vỗ bờ vai của hắn nói, đúng vậy, chính là như vậy, người thực thông minh. Đao lão đại ngây ngốc cười hô hố, ánh mắt hơi kích động, hắn đời này chưa được ai khen ngợi, thật sự là chuyện lạ đối với hắn. Cửa phủ quốc công cửa đã có người chờ sẵn nghênh đón chú rể mới, thảm đỏ bố trí từ cửa đi vào, hai bên cửa lớn, dắt hai dây pháo, chỉ chờ chú rể mới và Tây Môn Hiểu Nguyệt bước vào cửa sẽ châm lửa đốt pháo. Phụ thân và mẫu thân của Tây Môn Hiểu Nguyệt cũng đứng ở cửa nghênh đón, với tư cách là đại phu nhân phủ quốc công, bà ta mấy năm nay vẫn không xuất đầu lộ diệt, bởi vì bà ta yếu đuối và keo kiệt, không thể đảm đương ngôi vị chủ mẫu, chỉ có thể cho chỉ thứ hai lương thị xuất đầu. bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, hạ thừa tướng tiến lên thi lễ. hôm nay ông ta không có ý cách ăn mặc, thoạt nhìn chỉ nhỉnh hơn thiếu niên một tí, cho nên ngay cả tây môn đại gia cũng giống như chỉ thua ông ta vài tuổi, nhưng hôm nay nhìn qua vẫn có khoảng cách. đại phu nhân lý thị rất vui mừng khi nhìn thấy hạ thừa tướng, người con rể thừa tướng điểm rốt cuộc làm cho bà ta có thể ngẩng đầu lên trong gia tộc. Bà ta lại nhìn đến mặt Tây Môn Hiểu Nguyệt, sợ run, sao lại bị thương nặng vậy? Ngày đó xảy ra hỏa hoạn, Tây Môn Nhị ra trở về có nói qua, người của Phủ Quốc Công chắc chắn biết. Tây Môn Hiểu Nguyệt nói, không sao, Người y nói vết sẹo sẽ mở dần. Lý Thị lúc này mới nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Dung nhan là vũ khí của phụ nữ, nếu không có dung nhan, nàng ta ở tướng phủ không có cách nào đứng vững trận tuyến. Lão phu nhân, Lý Thị gặp lão phu nhân xuống xe ngựa, vội vàng tự mình tiến đến nâng đỡ. Lão phu nhân mỉm cười nói, hôm nay đã quấy giày phủ quốc công, ở đây nhiều người quá, thật hổ thẹn. Lão phu nhân người đừng nói như vậy, ta đều là người nhà, ngài có thể đến, cầu còn không được. Lý Thị vô cùng vinh dự nói. Lương Thị đứng phía sau, thân sắc lạnh nhạt nhìn hết mọi chuyện trước mắt, khi Lý Thị đỡ lão phu nhân đi vào, bà ta không né không tránh đón nhận ánh mắt xéo sát đắc ý của lý thị lão phu nhân đi đường vất vả lương thị thản nhiên nói lão phu nhân nhìn thấy lương thị trong đáy mắt tỏ vẻ không tự nhiên giống như nghĩ đến chuyện hỏa hoạn hôm đó thương mai và hạ oanh nhiễm cùng đi vào lương thị gật đầu chào nhưng không tỏ ra chút gì thân thiết hạ oanh nhiễm nhìn thấy lạnh lùng thốt rắn chuột một ổ hạ thương mai người chừng nào thì cùng lương thị cấu kết Đao lão đại nghe vậy, vội sờ người lấy con đao ở ngực, nhưng lại sờ đến cây roi, roi này là thương mai đổi cho hắn, đao tạm thời không thể dùng, chỉ có thể dùng roi. Hắn nhẹ giọng hỏi tiểu khuyên, vừa rồi nàng ta mắng đại tiểu thư phải không? Đúng vậy, nhưng cứ nhẫn nhịn đã, quá tam ba bận, đại tiểu thư bị cùng một người nhục mạ ba lần, người có thể động thủ. Tiểu khuyên nói, ta biết rồi, đao lão đại đáp. phủ quốc công trang trí so với tướng phủ xa hoa hơn rất nhiều, có một loại hơi thở quý tộc cực kỳ xa hoa, nhưng điểm không thể không nói chính là, trong phủ có rất nhiều đồ cổ, không tính chính sảnh, hầu hết mọi nơi đều không được tu sửa. Từ chính sảnh nhìn ra ngoài sân, có mấy bồn mẫu đơn, hiện giờ không phải thời điểm hoa nở, nhưng để ý sẽ thấy bên cạnh mẫu đơn là một hàng cây thực dược, hành lang gấp khúc lại bầy mấy bồn hải đường. Thêm đá bạch ngọc có vài dấu vết mòn vẹt, giống như người ta đã mài qua. Tại chính sảnh có trưởng bối trong bộ tộc của Tấn Quốc Công ngồi sẵn, Tây Môn Thái Bảo ngồi ở ghế trên. Thương Mai xem qua, thấy ông ta dâu tóc bạc trắng, siêu y bằng gấm vóc màu xanh, tuy rằng trang phục đã lỗi thời nhưng rất sạch sẽ. Khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm, ánh mắt cơ trí, ngồi ở chỗ kia, tự dưng tỏa ra khí thế nghiêm nghị. Đây là chút lịch lãm của người đã trải qua nhiều thế sự, người bình thường không thể có được loại khí thế này. Như mộ dung khanh, hắn ta mặc dù nhàn tản ngồi ở ghế trên, trên mặt còn mang theo nét tươi cười, trên người hắn tỏa ra khí thế hào hùng. Khí thế của hắn ta giống như người từ xa trường trở về. Sau khi mọi người vào nhà, đều hàn huyên chúc chuyện. Tây môn thái bảo cùng hạ thừa tướng nói mấy câu, hỏi một số chuyện, hạ thừa tướng trả lời khéo léo, thái bảo rất vừa lòng. Ngay thời điểm mọi chuyện đang hài hòa, Lương Thị đi vào. chương 199, Lương Thị truy cứu. Lương Thị tiến vào, vẫn chưa khiến bất kỳ ai chú ý, bởi vì nếu trong phủ có yến hội hoặc liên hoan gì, bà ta luôn là người bận rộn nhất. Nhưng lúc này, bà ta lại đi thẳng vào trong rồi ngồi xuống chỗ ngồi, sau đó hỏi hạ thừa tướng, đúng rồi, tướng ra, chuyện hỏa hoạn ở phòng bên hôm đại hôn đã điều tra rõ ràng chưa? Tân Quốc Công không ngờ rằng bà ta sẽ đột nhiên nhắc đến chuyện này, khuôn mặt hơi châm xuống, quát lớn, nhị phu nhân, hôm nay không thích hợp nhắc đến chuyện này, để sau lại nói. Lương thị lại khẽ cười, trong nụ cười tươi lại lộ ra mấy phần ý lạnh, sao lại không ổn. Thừa dịp hôm nay mọi người có mặt đông đủ, cũng nên nói đến chuyện này đi thôi. Tây môn hiểu nguyệt nhìn Tây môn nhị ra, chuyện này lúc sau Tây môn nhị ra mới biết, bởi vì lúc sau nàng ta mới kể lại cho hắn, nói hắn nhịn xuống chuyện này, hạ thừa tướng sẽ đề cử hắn làm hộ bộ thị lang. Tây môn nhị ra trở về nhà nói với Tấn Quốc Công, Tấn Quốc Công rất vừa lòng với quyết định của Tây môn hiểu nguyệt, bởi vì hộ bộ thị lang là chức quan béo bở, một năm có thể thâm hụt đi kha khá tiên. Quan trọng là hộ bộ thị lang có thể thăng chức rất nhanh, hộ bộ thượng thư đã đến tuổi nhất định, chỉ cần có hạ thừa tướng giới thiệu, chức vụ hộ bộ thị lang này chỉ là tạm thời, hộ bộ thượng thư mới là mục đích cuối cùng. Lâu lắm rồi gia tộc của Tấn Quốc Công không có người lên được chức quan nhị phẩm. Thượng thư chính là nhị phẩm, quả thực là một bước nhảy vào đối với phủ quốc công lão đại chắc chắn là không có tiền đồ gì, lăn lộn hai mươi mấy năm cũng chỉ làm được một chức quan nhàn tản ở nha môn, ông ta chỉ ngóng trông có một người có thể xuất đầu, đừng nói hy sinh lương thị, cho dù là phải hy sinh lão đại, ông ta cũng đều nguyện ý. Tướng ra, điều tra như thế nào rồi? Lương thị thấy ông ta không trả lời bèn hỏi lại. Vẻ mặt hạ thừa tướng phức tạp, nhị phu nhân không cân sốt ruột, việc này đã giao cho nha môn đi điều tra, tuy nhiên bước đầu kết luận có lẽ là ngoài ý muốn. Lương Thị cười lạnh một tiếng, nếu có người ở nha môn điều tra thì nên tới hỏi Thiếp thân mới đúng, dù sao Thiếp thân mới là người ở trong đám cháy cùng đại tiểu thư nhà họ Hạ ngày đó. Mọi người nghe được lời này, lập tức kinh ngạc. Việc xảy ra hỏa hoạn ở tướng phủ trong ngày đại hôn đó, mọi người ở đây đều biết, bao gồm cả Thái Bảo một. Tuy nhiên, vì chỉ có một thi thể được mang ra khỏi đám cháy, cuối cùng được chứng thực là hạ đoàn, về phần hạ thương Mai và Lương Thị mặc dù có người nói các nàng cũng ở bên trong, nhưng lúc lửa sắp được dập tắt, hạ thương mai lại xuất hiện, cho nên rất nhiều người cho rằng họ đã rời khỏi phòng bên khi ngọn lửa bắt đầu. Lão phu nhân nghe lời nói của Lương Thị xong thì biết sắp có chuyện không ổn, Lương Thị muốn phản. Bà ta vội vàng hòa giải, được rồi, hôm nay là ngày tốt, khó được dịp mọi người tụ tập đông đủ dưới một mái nhà, và lại Thái Bảo Đại Nhân cũng đến đây, không cần nói những chuyện không thoải mái tân quốc công liếc xéo lương thị một cái tỏ vẻ ông ta rất không hài lòng người đi xuống xem ngọ thiện đã chuẩn bị thế nào rồi chuyện trong phủ vốn là do ngươi trông coi luôn khéo léo nếu hôm nay con dâu lại mặt không thể để phủ quốc công mất mặt được tân quốc công đây là khen ngợi lương thị trước mặt mọi người bà ta vốn luôn biết giữ mặt mũi nghe xong lời này hẳn là sẽ biết đúng mực nhưng mà hiển nhiên hôm nay lương thị là dầu muối không ăn bà ta ngẩng đầu nhìn thẳng tây môn hiểu nguyệt lúc phòng bên bốc cháy ta đang chuẩn bị quà đáp lễ với đại tiểu thư nhà họ hạ nhưng mà nói đến cũng thật kỳ quái từ lúc ta uống một ly rượu của nha hoàn bên cạnh lão phu nhân lập tức cảm thấy toàn thân vô lực sau khi vào phòng ngay cả đứng cũng đứng không vững người nói điều này có kỳ lạ không lão phu nhân đột nhiên kinh ngạc nhị phu nhân đang nói cái gì thế là nói lão nhân hạ độc sao lương thị cười lạnh lão phu nhân đừng ăn ốc nói mò dù sao ngoài uống rượu ra thì tôi còn ăn rất nhiều đồ ăn khác nữa. Thái bảo đại nhân biết nhân phẩm của Lương Thị là nữ tử mạnh mẽ không khuất nhục cái ác, nhưng lại luôn vô cùng giữ thể diện cho phủ quốc công. Đối với bà ta mà nói, toàn bộ phủ quốc công chính là toàn bộ mọi thứ của bà ta, thế nhưng hôm nay nàng ta lại không cần thể diện này, chẳng lẽ thực sự có ẩn tình gì? Tuy nhiên, ông ta luôn luôn châm ổn, cho nên hiện giờ chỉ nhìn Lương Thị chứ không nói chuyện, chậm rãi đợi chuyện tình tiếp diễn. Tây môn hiểu nguyệt nhỏ nhẹ nói, nhị thẩm có phải ngài hiểu lầm gì hiểu nguyệt không? Chuyện hỏa hoạn thật ra chỉ là ngoài ý muốn, ai biết ống khói đột nhiên sập đâu. Tất cả mọi người đều không muốn xảy ra hỏa hoạn, hơn nữa không phải nhị thẩm cũng tránh được à. Lương thị hư một tiếng, đúng là tránh thoát, nhưng các người có muốn nghe một chút xem ta tránh thoát thế nào không? Chuyện này, cả hạ thừa tướng và lão phu nhân đều rất muốn biết, nhưng nhất định không phải muốn nghe ngay lúc này. Lão phu nhân nói với tấn quốc công, quốc công gia, đối với chuyện hỏa hoạn làm nhị phu nhân bị thương, lão thân cũng rất áy náy, nhưng chuyện này thật sự chỉ là ngoài ý muốn, không ai muốn hại nhị phu nhân cả. Nói xong, bà ta đứng dậy thi lễ với lương thị, nhị phu nhân chớ trách, lão thân xin lỗi ngươi, thật sự là chuyện ngoài ý muốn, sức người khó có thể khống chế. Tấn quốc công đè tay lại nói, không ai trách tội tướng phủ, lão phu nhân không cần để ý. Nói xong, ông ta nhìn Lương Thị với vẻ mặt tức giận, được rồi, không cần nói nữa, người còn sống, lại không chịu thương tích gì, coi như chuyện quá khứ đi, lão phu nhân đều tự mình nhận tội với ngươi, ngươi còn muốn thế nào nữa. Lương Thị lại tự đứng lên nói, bị nhốt ở bên trong phòng có ba người, ta, đại tiểu thư nhà họ hạ và quản gia hạ đoàn của nhà họ hạ, lúc ấy sau đi vào phòng, ta cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân vô lực. Đại tiểu thư bèn để người chăm sóc nàng dâu đi lấy nước cho ta, bởi vậy người chăm sóc nàng dâu mới tránh thoát một kiếp. Vốn quản gia hạ đoàn cũng muốn đi, nhưng lúc ấy ta và đại tiểu thư cũng không biết bên ngoài sắp cháy, cho nên bèn để hắn ở lại giúp kiểm tra số lượng. Hạ đoàn không muốn, vì rời khỏi phòng mà hắn ta thậm chí còn lấy ghế đập đại tiểu thư. Thái độ nóng lòng muốn rời khỏi của hắn khiến cho ta và đại tiểu thư hoài nghi, lúc ấy bên ngoài vẫn chưa cháy, hạ đoàn muốn phá cửa sông ra, đại tiểu thư bèn tiện tay lấy một cái ghế ném qua, vừa vặn ném trúng chân hắn ta, làm hắn ta gãy chân, không chạy được nữa, khi lửa lớn lan đến, hắn ta chỉ có thể bò trên mặt đất, van xin chúng ta cứu hắn, còn nói hắn chỉ nghe mệnh lệnh làm việc, không phải hắn ta phóng hỏa. Lương Thị nói đến đây, cả người đều run lên, bà ta không thể quên cảnh tượng lúc hạ đoàn bị lửa thiêu, cảm giác thống khổ, cảm giác dẫy ruộng, đáy mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng này. Hắn ta quay cuồng trên đất như sâu lửa, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên, ngay lúc đó, bà ta đã ở trên tơ lụa, thương mai kéo bà ta lên, bà ta nhìn xuống từ xà nhà, nhìn thấy hắn ta dơ cao hai tay, la hét nói, đại tiểu thư cứu ta, nô tài biết sai rồi, nô tài chỉ phụ mệnh làm việc thôi. Đủ rồi, cầm miệng, tân quốc công bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, người nói ba người ở trong đám cháy, hạ đoàn bị chết cháy, các người làm sao mà sống đi ra ngoài được. Có phải người bị ma quỷ ám, liên hợp với người ngoài đối phó phủ quốc công không? Người nên nhớ, Phủ Quốc công mới là nhà ngươi, Hạ Thương Mai và Liên thị cho ngươi chỗ tốt gì? Thế mà ngươi lại bán đứng Phủ Quốc công? Lương thị lạnh lùng nở nụ cười, bán đứng Phủ Quốc công. Tội danh thật lớn, phụ thân nghe nãy giờ, có thể nghe thấy ta nói một câu không tốt nào về Phủ Quốc công à? Chuyện Hỏa Hoạn lại có quan hệ gì với Phủ Quốc công? Chương 200, mọi người đến bới lông tìm vết. Tân Quốc công quả thật sắp nổi điên, trước đây ở phủ này đừng nói là tức giận chỉ cần ông ho nhẹ một tiếng hoặc đen mặt một chút, Lương Thị rất biết điều. Thế nhưng, hiện tại ông đã bừng bừng lửa giận, mà Lương Thị vẫn không im lặng. Tây môn nhị ra bước lên kéo lấy cánh tay của Lương Thị, được rồi, nhìn xem, người đã chọc tức phụ thân rồi, còn không mau đi ra ngoài. Lương Thị nhìn chằm chằm vào phu quân của mình, thật sự muốn dáng một bà tai, là người đầu ấp tay gối, vậy mà hắn lại thỏa thuận ngâm với Tây môn hiểu nguyệt, hy sinh bà ta, người vợ cả đã cùng chung sống 20 năm nay. Thế nhưng, bà ta nhẫn nhịn cơn tức này, sau một lần suýt chết, bà đã bắt đầu suy xét một cách lý trí, hôm nay đã muốn nói rõ ràng, thì phải cố gắng hết sức mà nói. Lương thị dẫy ra khỏi tay hắn, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Thái Bảo, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, đại nhân, ngài là trưởng bối của họ Tây Môn chúng ta. Hôm nay thân thiếp dũng cảm quỳ trước mặt ngài, xin ngài, hãy giúp thân thiếp làm chủ. Thái Bảo châm mặc, nói đi. Thế là Lương Thị đã kể lại tất cả những điều xảy ra ở tướng phủ vào ngày hôm đó, bao gồm cả việc ra tay với Quế Viên dự định vu cáo hãm hại thương mai, cũng nói ra hết. Nhiều lần, Tấn Quốc Công và Tây Môn Hiểu Nguyệt muốn cắt lời bà, nhưng khi Thái Bảo liếc qua với ánh mắt lạnh lùng, bọn họ bèn nín thinh. Lương Thị nói xong, sắc mặt của lão phu nhân cực kỳ khó coi, nhị phu nhân, chuyện làm hại người hầu ở tướng phủ, mưu đồ vụ oan cho cháu gái ta, ta không thèm tính toán với ngươi, ngươi cũng đừng đẩy hết mọi chuyện lên người của Hiểu Nguyệt, mặc dù nàng ta đã gả cho tướng phủ của chúng ta, nhưng nàng ta cũng là con cháu của nhà Tây Môn. Lão phu nhân lương thị không nể tình chống trả, chuyện này đã do nha môn điều tra, đó là tội của ta, ta sẽ gánh chịu. Nhưng mà, Tây Môn Hiểu Nguyệt cũng đừng mong trốn thoát, bây giờ nha môn đang điều tra việc hỏa hoạt, nhưng không điều tra việc có người hạ độc vào rượu, trong rượu của ta có độc, muốn hại ta chết cháy trong phòng, chuyện này người cho rằng có thể giấu được sao? Lão phu nhân cười lạnh nói, thật nực cười, nhị phu nhân ngươi và ta sống trong phủ này không thù không hận, tại sao lại muốn giết hại ngươi? Người mà ngươi muốn giết không phải ta, mà là hạ thương mai, nhưng nếu có nhị phu nhân của quốc công phủ là ta đây bôi táng, vậy thì người ngoài sẽ nghĩ đây là sự cố ngoài ý muốn, suy cho cùng, tướng phủ của người cũng không có lý do gì để ra tay với ta những gì ngươi nói chẳng qua là phỏng đoán của ngươi, chỉ có thể nói sức tưởng tượng của nhị phu nhân ngươi quá phong phú, có trí tưởng tượng tốt như vậy mà không đi kể chuyện thật sự là có tài mà không được phát huy. Lão phu nhân lạnh nhạt nói. Nói xong, bà ta đứng dậy nói với quốc công, quốc công lão ra, xem ra bữa cơm hôm nay ăn không vô rồi, lão tử khi không lại mang tội, quả thực vừa bất lực vừa tủi thân, đành lại mời quốc công lão ra đến phủ vậy. Tân quốc công thấy thái bảo nấy giờ không lên tiếng, bèn đập bàn, dâu tóc dựng ngược tức giận nói, người hài lòng chưa? Đây là cách ngươi đối xử với khách sao? Thật là làm mất mặt phủ quốc công, ngày trước thấy người hiền lành thận trọng, mới để cho người gánh vác việc nhà, không ngờ ngươi lại là loại tàn bạo xấu xa như vậy, lão phu thật sự đã nhìn lầm ngươi rồi. Mẫu thân của Tây Môn Hiểu Nguyệt là Lý Thị Dường như đã nhịn không được mà quát mắng, không sai, nhị thẩm tiểu nguyệt nhà ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi? Ngươi lại muốn vu cáo hãm hại nó như thế này ta biết ngươi ghen ghét vì nó đã gả cho tướng phủ, còn con gái người chỉ có thể gả cho một võ tướng nhỏ bé, nhưng mà chúng ta vẫn là người một nhà, người sao có thể không phân trăng đen, không biết thị phi để cho người ngoài lợi dụng như vậy. Thương Mai nghe những lời này, cười nhạt, người ngoài ở đây chắc là chỉ cô dôi nhỉ. Trưởng bối trong gia tộc nghe những lời này, đều liếc mắt nhìn nhau, nhân phẩm của Lương Thị từ trước đến giờ quả thật không ra làm sao, có sự ghen ghét trong lòng cũng là bình thường, Thêm nữa bị trận hỏa hoạn lần này làm cho sợ hãi một phen, bèn lập âm mưu hại người. Hoặc là, thật sự bị người khác lợi dụng, suy cho cùng người ngoài đều nói Hạ Thương Mai lắm mưu nhiều kế. Tây Môn Hiểu Nguyệt đắc ý nhìn Lương Thị, còn tưởng bà ta có chứng cứ gì, nhưng hóa ra chỉ là phô trương thanh thế, dựa vào lời nói của một mình bà ta, ai sẽ tin chứ? Tuy nhiên, nàng ta không hề biểu lộ vẻ đắc ý này ra, đứng dậy, đi đến quỳ xuống trước mặt Thái bảo, Ngũ công chuyện này không thể trách nhị thẩm vốn là do ta cư xử không đúng mực tiệc cưới ngày hôm đấy bởi vì trường nữ hạ thương mai của tướng phủ không nguyện ý xem ta là mẫu thân nàng ta không quỳ để dâng trà cho ta trong lòng cảm thấy hơi khó chịu bèn nói với nhị thẩm nhị thẩm cho rằng cô ta đã xúc phạm thể diện của phủ quốc công thế nào cũng phải thay ta xả giận ta đã khuyên giải nhưng không làm sao được lúc đó nhị thẩm rất kích động không thuyết phục được nữa ta bèn nói riêng với tướng ra nhưng tướng ra vì không hiểu rõ tính cách của nhị thẩm cho rằng bà ta chỉ nói miệng. Vậy nên khuyên ta đừng để ý, ai biết được, nhị thẩm thực sự cấu kết với đệ đệ để đối phó với thương mai, đến lúc chúng tôi biết chuyện thì đã quá muộn. Tất cả đều trách ta, nếu lúc đó ta có thể thuyết phục hoặc là sai người đưa nhị thẩm hồi phủ, vậy đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thái bảo ừm một tiếng, hỏi, vậy sự tình phía sau, còn việc hỏa hoạn thì sao? Tây môn hiểu nguyệt khẽ thở dài, ngũ công, chuyện này đến nay nhà môn vẫn chưa điều tra ra, nhưng chúng ta đều hy vọng là sự cố ngoại ý muốn, bởi vì khi đó ngoại trừ phòng bên hôn ra, phòng tân hôn cũng bị cháy, ta và tỷ nữ hồng hoa, thạch liệu bị vây khốn trong đám cháy, nhìn thấy một thân vết thương này, chỉ muốn ngày hôm đấy bị chôn vùi đi. Người nói hy vọng là sự cố, cho dù người nói vậy cũng không loại trừ khả năng có người phóng hỏa. Thái Bảo Vân Vê dâu hỏi. Tây Môn Hiểu Nguyệt nói, chuyện này ta cũng không tiện nói, bởi vì nha môn đang điều tra còn về việc hạ thuốc nhất định là chuyện bịa đặt không có thật người ngồi một bàn cùng nhau uống một bình rượu lão thái quân và thôi thái phi cũng ở đó không thể hạ độc trong rượu được nếu nói hạ độc trong ly nhưng đũa chén ly đều đã được bày biện trước ai ngồi vào vị trí nào cũng không xác định được muốn ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó nhị thẩm ngôi ở góc bên trái là việc mà ai cũng không biết trước xin hỏi ngũ công như vậy làm sao có thể hạ độc vậy bà ta nói khắp người vô lực chóng mặt, những vị khách khác lại không xuất hiện triệu chứng này thì sao? Thái bảo lại hỏi. Tây môn hiểu nguyệt nhìn lão phu nhân, bá mấu, lúc sau có vị khách nào nói xuất hiện triệu chứng chóng mặt không? Lão phu nhân thấy tây môn hiểu nguyệt đang cố hết sức lật ngược tình thế, sự ghét bỏ nàng ta trước đây đã giảm đi mấy phần, nói, không có, khi tất cả khách khứa rời đi, đều không xuất hiện bất kỳ biểu hiện khó chịu nào. Thái bảo gật đầu, sau đó hỏi lương thị, nhị phu nhân, dựa theo những gì nàng ta nói quả thật không cách nào hạ độc được người nghĩ kỹ lại xem còn sót gì hay không khi lương thị nghe tây môn hiểu nguyệt nói luôn không mở miệng thanh minh khiến mọi người đều cho rằng bà ta đã hết cách phản bác suy chỉ có thương mai là biết hôm nay bà ta có chuẩn bị mà đến bà ta ném ra một câu hỏi sắc bén nhưng không cung cấp bằng chứng là muốn tây môn hiểu nguyệt cùng những người trong tướng phủ nói nhiều thêm một chút chỉ khi nói nhiều sơ hở mới xuất hiện và chắc chắn người đang tìm kiếm sở hở chính là vị thái bảo đại nhân này. Thương Mai cảm thấy vị thái bảo đại nhân này ngoài ánh mắt sắc sảo, suy nghĩ cũng rất kỹ càng. Bởi vì cô để ý thấy trong quá trình lắng nghe ông ta rất thận trọng, khi nghe thấy có điều nghi vấn, ông ta không hỏi ngay, nhưng ánh mắt sẽ có một tia dao động. chương 201, Cao Thủ Lương Thị còn chưa nói gì, Tấn Quốc Công đã tức giận nói, bà ta có gì để nói nữa chứ? suốt ngày suy nghĩ miên man nói ai muốn hại bà ta, cháy chỉ là một việc ngoài ý muốn, chỉ cần nghĩ cũng biết tướng phủ không thể nào hạ độc thủ với người của phủ quốc công, làm vậy thì tướng phủ có ích lợi gì chứ? Nếu như theo những gì nàng nói, là vì muốn giết đại tiểu thư của tướng phủ thì lại càng vô căn cứ, không nói đến chuyện vì sao phụ thân lại muốn giết nữ nhi của mình, cho dù có muốn giết thì cũng không cần phải làm một trận hỏa hoạn lớn như thế, người có suy nghĩ đều sẽ không làm vậy, hơn nữa, lại nói thì sau khi hiểu nguyệt nhà chúng ta gả qua đó rồi, vốn dĩ đã nói là bình thê, hạ thương mai không dập đầu kính trà, theo quy cũ là đã có thể tự dậy dỗ nàng ta, cần gì phải lén đốt nhà. Đao lão đại và tiểu khuyên đứng ngoài cửa luôn nghe được người bên trong nói chuyện. Đao lão đại nghe xong mấy lời tấn quốc công nói, nói nhỏ với tiểu khuyên, ông già này thật đáng ghét, ông ta có ăn hiếp đại tiểu thư không? Tiểu khuyên nhẹ nhàng nói, chắc chắn có đao lão đại im lặng một lúc nhẹ nhàng nhắc một lần cái gì tiểu khuyên nghe mà không hiểu gì cũng học theo hắn nói chuyện ba lần đó phải ăn hiếp ba lần mới ra tay được đao lão đại nói khẽ tiểu khuyên chọc vào thận hắn đừng có lộn xộn nếu trường hợp này đại tiểu thư không dặn dò gì thì không được ra tay để tránh hỏng chuyện lớn của đại tiểu thư đao lão đại thấy tiểu khuyên nói nghiêm túc như thế vội vàng gật đầu như giã tỏi biết rồi biết rồi trong phòng, Thái Bảo không vui vì bị Tấn Quốc Công nói xen vào, mặt mày ôn hòa nói, tạm thời không nói đến chuyện dập đầu, lão phu biết được một vài chuyện hôm đại hôn, nói chuyện chính trước rồi lại bàn chuyện đúng sai sau. Ông nhìn Tây Môn Hiểu Nguyệt, lúc kính trà, thường thì người nhà mẹ đẻ sẽ không xuất hiện, làm sao nhị phu nhân biết được đại tiểu thư nhà họ Hạ không tôn trọng người. Tây Môn Hiểu Nguyệt ngẩn ra, chuyện này, cũng không biết nhị thẩm nghe được từ nơi nào, có lẽ là hạ nhân nói ra, ta không để ý đến chuyện này dù sao cũng là người một nhà. Thương Mai cười khẽ, Tây Môn Hiểu Nguyệt hoàn toàn quên mất lúc nãy nàng ta từng nói là vì nàng cảm thấy khó chịu trong lòng nên mới kể lại cho nhị thẩm nghe. Nếu một người bịa đặt nói dối thì sẽ trột giả, mà trột giả thì sẽ dễ mắc sai lầm. Thái Bảo cũng không vạch trần ngay, mà lại ôn hòa nói, người nói người từng khuyên nhị phu nhân đừng trả thù đại tiểu thư nhà họ hạ, vậy nhị phu nhân đã trả lời ngươi như thế nào? Nhị thẩm nói không thể tha cho nàng, nói cho dù như thế nào cũng muốn cho nàng một bài học. Tây môn hiểu nguyệt nói. Thái bảo gật đầu, lại vuốt râu vậy lúc bốc cháy là lúc múa rồng lửa đúng không? Đúng vậy, khi rồng lửa xuất hiện, rất nhiều công tử tiểu thư còn chạy theo rồng lửa, cháu gái của Trần Thái Quân thiếu chút nữa còn bị rồng lửa thiêu cháy, may mà nàng học võ từ nhỏ phản ứng nhanh nhẹn. Tây môn hiểu nguyệt vỗ ngực, mặt đầy sợ hãi nói. Ồ, cháu gái lão Thái Quân là Trần Loan Loan đúng không? Lão Phu còn nhớ nhà đầu này, đúng là một đứa nhỏ rất lỗ máng, vậy sau đó nàng có bị đốt không? Chuyện này cũng nguy hiểm thật, khi múa rồng lửa sao tướng phủ các ngươi lại không làm biện pháp phòng. Ngừa nào thế, Thái Bảo quan tâm hỏi. Tây môn hiểu nguyệt nghe ông quan tâm đến Trần Loan Loan, vội vàng nói, không sao cả, ngũ công xin yên tâm, nàng vẫn ổn, nhưng mà người đi theo hỏa long rất nhiều, hơn phân nửa nha hoàn trong phủ cũng chạy đến, nếu thật sự có chuyện, trong phủ cũng có biện pháp đối phó. Lão phu nhân nghe vậy, lại ngồi xuống, nhưng bà càng nghe càng cảm thấy không đúng, cứ có cảm giác mấy câu hỏi của Thái Bảo giống như vô cùng ôn hòa, nhưng cứ làm người ta có cảm giác từng câu đều có bẫy. Bà muốn cảnh tỉnh Tây Môn Hiểu Nguyệt, vì vậy nói, Hiểu Nguyệt, người đứng lên trước đi, chuyện này nha môn đã điều tra, thanh giả tự thanh, không cần nói quá nhiều, mọi người đều tự hiểu. Thái Bảo ngước mắt, mỉm cười nhìn lão phu nhân, lão phu nhân nói đúng, Thanh giả tự thanh, đúng là không cần để ý đến mấy lời vớ vẩn của người khác, hơn nữa đều là người một nhà, nếu chuyện không vui đã qua, vậy không bằng cứ bỏ qua luôn đi, có được không? Lúc ông hỏi những lời này, đã quay sang nhìn Tấn Quốc công. Tuy Tấn Quốc công cũng ước gì dừng lại, nhưng bây giờ đã nói đến nước này rồi, Lương thị lại nhắc đến nhiều chuyện đáng nghi như thế, nếu không nói rõ ràng, cũng không biết các trưởng bối trong tộc có thể có ý kiến gì với phủ Quốc công không nữa. Cho nên ông cảm thấy nhất định phải làm cho rõ, đặc biệt là bây giờ bên bọn họ đang nắm giữ toàn bộ tình hình, Thái Bảo cũng không hoàn toàn tin lời của Lương Thị, nếu không lợi dụng cơ hội này làm hiểu lầm này lắng xuống, nói không chừng sau này lại bị nhắc đến nữa. Cho nên Tấn Quốc Công đứng lên, chắp tay nói, "Thái Bảo, gia tộc Tây Môn chúng ta đã đứng yên ở kinh thành hơn 200 năm, thanh danh trong sạch, danh vọng cực cao, cũng chưa từng dính phải chuyện đen tối dơ bẩn gì, vì thế rất được các bá tánh kính yêu." tuy chuyện cháy nhà xảy ra ở tướng phủ, nhưng nhị phu nhân lại chỉ trích lão phu có tội dung túng, lão phu không thể nhấn nhịn được. Nếu Thái Bảo đã hỏi, vậy thì cứ tiếp tục hỏi tiếp, cũng để cho nhị phu nhân tâm phục khẩu phục. Thái Bảo khó xử nói, hôm nay phủ quốc công mở tiệc đón tiếp con rể, vốn là chuyện vui. Vì sao cứ lại muốn nhắc đến những chuyện khó chịu này mãi chứ? Tây Môn Hiểu Nguyệt cũng nói, Ngu Công, nói thật, ta hoàn toàn không có suy nghĩ vô lễ với nhị thẩm nhị thẩm vì ra mặt thay ta nên mới làm bị thương hạ nhân tướng phủ vụ oan cho đại tiểu thư thương mai, ta không thể trốn tội được, cho nên, ngay tại đây, ta xin được xin lỗi nhị thẩm. Nói xong, nàng xoay người dập đầu với lương thị, lại liên tục ba cái, cái nào cũng đều vang đùng đùng. Sau khi lại xong, mắt nàng hơi rưng rưng, giọng nghẹn ngào nói, nhị thẩm, cháu gái cảm ơn ngươi đã ra mặt cho ta, nhưng ta thật sự không bảo ngươi hay người, càng không có hạ độc, người đừng tin mấy lời nói lung tung của người khác. Ừm, lời nói lung tung của người khác, thương mai cảm thấy lưng cô thủng đầy lỗ, là bị người ta chọc. Hai, cô bí ẩn thở dài, cho hay mau lên sân khấu đi, nếu không cô sắp buồn ngủ rồi. Thái bảo cũng giả vờ làm người giải hòa, nói với lương thị, đúng đó, nếu không cứ bỏ qua chuyện này thôi, hơn nữa người cũng quá xúc động. Sao có thể vì hiểu nguyệt tố khổ với người một vài câu, người đã chạy đến tìm đại tiểu thư của tướng phủ người ta tính sổ rồi. Chuyện này nói như thế nào thì cũng là chuyện riêng của nhà người ta, nếu nàng làm sai thì đã có tướng gia và lão phu nhân xử lý, một người ngoài như ngươi xen vào làm gì. Người ngồi đây vẫn chưa phát hiện ra được cái bẫy trong lời nói của Thái Bảo, nhưng thương mai lại nghe được. Hôm nay cuối cùng cô cũng biết thế nào gọi là cao thủ rồi. Cô tin chắc không cần bao lâu nữa, cô chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy vào, Tây Môn Hiểu Nguyệt lau nước mắt, "Xin lỗi, nhị thẩm, người tha thứ cho ta có được không?" Lương thị nhìn nàng, giống như đã tin lời nàng nói, "Người thật sự không có kêu người hạ độc muốn thiêu chết ta trong phòng sao?" "Không có, thật sự không có." Tây Môn Hiểu Nguyệt nói. Ông cụ duỗi tay đỡ hai người, mặt mày hiền lành nói, "Được rồi, đứng dậy hết đi, chuyện này đã qua rồi, nhị phu nhân bị thương, không phải Hiểu Nguyệt cũng bị thương sao?" "Đúng như những gì tướng ra nói." tất cả chỉ là ngoài ý muốn, nếu đã là ngoài ý muốn thì không thể không chế được. Lương Thị đứng lên, hơi ngượng ngùng nói, xin lỗi, làm lão nhân ra người vất vả, đều do lòng nghi ngờ của ta ám ảnh, thấy hơi chóng mặt đã cho rằng có người muốn hại ta. Lão phu nhân và hạ thừa tướng liếc nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra lúc nãy bản thân cũng chỉ buồn lo vô cỡ, Lương Thị có thể làm ra sóng gió gì chứ. Chẳng qua chỉ là một trò khôi hài thôi. Chương 202, ép sát từng bước. Lương Thị nói, đột nhiên giống như lại nhớ đến cái gì mà hỏi Tây Môn Hiểu Nguyệt, đúng rồi, lúc trước nói những của hồi môn từng đưa qua sẽ lấy về một phần, vậy phần đó đã lấy về chứ? Tây Môn Hiểu Nguyệt không ngờ bà lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, âm ừ, mấy thứ đó không phải đều ở trong phòng cả sao? Bị đốt rồi. Trước khi thực hiện kế hoạch đốt nhà nàng cũng đã sai người dọn sạch tất cả của hồi môn quý giá đi hết lương thị lại nhìn chằm chằm cây châm trên đầu nàng cây châm này cũng là của hồi môn mà là ta tự tay đặt vào hộp trang sức của hồi môn nếu bị đốt thì sao ngươi còn lấy ra cài được tây môn hiểu nguyệt vô thức giơ tay sờ cây châm mặt cứng đờ cái này phải không phải cái này không không sai ta tự tay xếp của hồi môn của người tất cả vậy trang sức hôm nay ngươi đeo đều là ta ra lệnh cho thợ ngày đêm làm ra lương thị nhìn chằm chằm nàng tây môn hiểu nguyệt nhất thời không biết nói gì vừa mới nói bị đốt sạch, cũng không thể nói là nhớ Lâm thật ra không bị đốt đúng không? Nếu thừa nhận rằng không bị đốt, vậy chẳng phải nói cho mọi người nàng có ý muốn âm thầm chiếm đoạt sao? Còn có chuyện trả lại của hồi môn vốn là một chuyện rất mất mặt, lúc này bà lại nhắc đến, làm người ta rất xấu hổ, các trưởng bối ngồi ở đây đều hai mặt nhìn nhau. Của hồi môn vốn đều đặt ở phòng bên, lúc đại tiểu thư cùng ta đi vào đáp lễ, của hồi môn nên đặt toàn bộ ở đó, chờ ta lấy một phần về rồi những thứ còn lại ngươi mới có thể cất vào kho có phải không vậy thì lúc cháy ta và đại tiểu thư chưa từng rời đi mãi đến khi lửa đốt xong tất cả phòng bên cũng còn nguyên vẹn xin hỏi những món trang sức kia làm sao chạy ra được giọng nói của lương thị đột nhiên trở nên sắc bén tây môn hiểu nguyệt hoảng hốt lưỡi líu lại ấp úng một lúc chỉ đành ngập ngừng thừa nhân ta tự lấy ra một phần nhỏ của hồi môn nhị thẩm không biết ngươi lấy ra một bộ phận lúc nào sao ta lại không biết lúc người gả qua đó trừ lúc hành lễ ta không ở cạnh ngươi ra những lúc sau đều đi theo người lương thị ép hỏi cái này cái này tây môn hiểu nguyệt bắt đầu vắt hết óc để nghĩ xem thời gian nào lương thị không đi theo cạnh nàng thái bảo đại nhân lương thị nghiêm nghị nói việc này vẫn còn điều đáng nghi xin người nhất định phải điều tra rõ ràng ta cực kỳ khẳng định rằng tất cả của hồi môn sau khi đưa sang đều đặt trong phòng bên chỉ có ta giữ chìa khóa đương nhiên khoa có thể cậy ra được nhưng mà ngay ngày hôn lễ lại đi cậy khóa lấy ra một ít trang sức có phải rất kỳ quá không? Nếu không phải chỉ lấy đi một phần mà lại dọn sạch hết toàn bộ dương đựng trang sức, vậy vì sao lại muốn dọn dương đựng trang sức đi? Đặt ở phòng bên cũng không có người canh gác, bởi vì nàng biết sẽ có một trận lửa, nếu đốt đến nơi này thì sẽ phá hư hết tất cả trang sức. Nhị Thẩm, ta thật sự không có ý định đốt lửa hại ngươi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nếu ngươi không muốn cho ta mấy món trang sức này, ta trả cho ngươi là được chứ gì? Tây Môn Hiểu Nguyệt yếu đuối đáng thương nói. Thái Bảo có chút khó chịu nhìn Lương Thị nói, "Được, ngươi cứ dây dưa mãi, xem ra nếu hôm nay không hỏi cho rõ ràng thì ngươi sẽ không bỏ qua." Nói xong, ông nhìn Tây Môn Hiểu Nguyệt, "Ngươi lại nói tất cả những chuyện xảy ra hôm đó lại lần nữa, lão phu chủ trì công đạo." Tây Môn Hiểu Nguyệt bị Lương Thị dọa sợ, lòng rối loạn, bây giờ thấy Thái Bảo lại bảo nàng kể lại chuyện hôm đó, nàng đành phải cố gắng tập trung đầu óc, nói lại từ đầu sau khi chuyện kính trà không vui xong ta cũng không nhớ trong lòng, sau khi quay về tân phòng, nhị thẩm thấy ta không vui thì hỏi có chuyện gì, ta. Nàng nói đến đây, đột nhiên hơi nghi ngờ, quên mất lúc trước nàng đã nói thế nào. Do dự một lát, Thái Bảo nhắc nhở, người nói người kể khổ với nhị phu nhân. Tây môn hiểu nguyệt gật đầu, đúng vậy, sau khi ta kể khổ với nhị thẩm xong, nhị thẩm lập tức muốn đi dậy dỗ thương mai, ta khuyên nàng, nhưng khuyên vài lần cũng không có tác dụng. Thái Bảo lại nói thêm vào, ừ, sau đó tướng ra lại đây, ngươi nói với tướng ra, tướng ra không quan tâm, cảm thấy nhị phu nhân sẽ không dám làm gì. Tây môn hiểu nguyệt gật đầu lia lịa, nhớ lại những lời nàng từng nói, đúng vậy, tướng ra nói hôm nay là ngày vui, nhị thẩm là người biết chừng mừng, sẽ không làm bậy, cho nên mới xảy ra sai lầm lớn. Ừ, đúng thế, khẩu cung rất chính xác, sau đó nhị phu nhân đi nhờ nhị tiểu thư của tướng phủ giúp đỡ để đối phó với đại tiểu thư nhà họ hạ hạ thương mai, người đã phản đối đúng không? Thái bảo lại hỏi, Tây môn hiểu nguyệt theo bản năng gật đầu, đúng thế, ta đã phản đối. Nhưng mà sau khi nói xong lại hơi ngẩn ra, lúc trước nàng từng nói thế sao? Nàng câu cứu nhìn hạ thừa tướng, mặt hạ thừa tướng rất khó coi, một người thông minh như ông, đã biết Thái Bảo đang từ từ dụ nàng nói chỉ cần nàng nói sai một câu thì sẽ lộ ra rất nhiều chỗ sai sót, nếu sai sót nhiều thì lời nàng nói sẽ không còn đáng tin nữa. Hơn nữa ông tin chắc hôm nay Thái Bảo cũng không phải đặt câu hỏi thụ động, Thái Bảo từng nhận chứ thượng thư lệch, hình bộ thượng thư bây giờ từng là cấp dưới của ông, bây giờ hình bộ đang điều tra vụ án phu thừa tướng cùng với nha môn kinh triệu doán, vậy hình bộ thương thư có nhờ Thái Bảo giúp đỡ hay không? Quả nhiên, Thái Bảo đột nhiên thay đổi sắc mặt, trừng mắt lạnh lùng nhìn Tây Môn Hiểu Nguyệt, hai lần ngươi nói chuyện này đã xuất hiện sáu chỗ đáng nghi, có cân lão phu liệt kê từng cái một cho ngươi hay không? Tây môn hiểu nguyệt không ngờ Thái Bảo đột nhiên đổi sắc, trong lòng càng hoảng hốt điểm đáng nghi gì. Không có, ta đều nói thật, có lẽ ta để quên mất một số chi tiết. Thứ nhất, ngươi nói ngươi không hề khó chịu vì hạ thương mai khinh thường ngươi, nhưng lúc sau lại nói có chút không vui, vậy thì chỉ có thể xem như người nghĩ một đàng nói một nẻo, không có gì đáng truy cứu. Thứ hai, đầu tiên ngươi nói là quay về kẻ khổ với nhị phu nhân, nhưng sau đó lại nói không biết nhị phu nhân nghe được ở nơi nào chuyện hạ thương mai không kính trọng người. Sau đó nữa người lại nói ngươi về kẻ khổ, câu trước không giống với câu sau, chính ngươi cũng không biết ngươi bịa cái gì đúng không? Thứ ba, khi ngươi nói lúc tổ chức tiệc, người đều biết rõ cách bày biện chén đũa, khách khứa ngồi ở vị trí nào, thậm chí ngay cả việc nhị phu nhân ngồi ở góc trái phía trên mà ngươi cũng biết được, tất cả như đã tận mắt nhìn thấy, nhưng hôm đó người lại không có mặt ở đó, người đang ở tân phòng, hơn nữa sau khi trải qua trận lửa lớn lớn, người bị thương, hạ đoàn tự sắp xếp mọi chuyện cũng đã chết trong phòng, chỉ có thể chứng minh người luôn sai người để ý kỹ những người ngồi ở bàn này. Tây môn hiểu nguyệt vội vàng giải thích, không sai, ta cho người để ý đến, nhưng chuyện này không phải rất bình thường sao. Dù sao thì thôi Thái Phi và Lão Thái Quân đều ngồi ở đó, ta cũng phải bảo đảm khách khứa đều ăn uống vui vẻ. Ừ vậy ngươi thừa nhận ngươi vẫn luôn sai người chú ý kỹ càng chuyện bên ngoài đúng không trong mắt thái bảo hiện lên một ánh sáng sắt lạnh đúng đúng vậy tây môn hiểu nguyệt chỉ đành thừa nhận chuyện này thái bảo lạnh lùng nói nếu ngươi đã sai người chú ý kỹ người ngồi bàn này vậy chắc chắn cũng chú ý đến khi đại tiểu thư hạ thương mai và nhị thẩm của người đi rồi đã có người cố ý lấy đi hai cái ly của hai người bọn họ tây môn hiểu nguyệt ngơ ngác cái này cái này ai mà biết chứ cái này sau khi người rời bàn rồi, dọn dẹp ly cũng là chuyện bình thường. Tây môn hiểu nguyệt giải thích, chán đã đổ ít mồ hôi. Nàng nhanh chóng quay sang nhìn lão phu nhân, mặt lão phu nhân yên lặng, mắt như cho tàn. Hai câu hỏi này rõ ràng là một cái bẫy, đáng giận là Tây môn hiểu nguyệt nì lại không hề hay biết, còn ngu ngốc mà nói theo. Thái bảo tiếp tục hỏi, được, coi như là việc dọn ly trà lại là bình thường, nhưng mà người của ngươi cũng đã nhìn thấy khi nhị thẩm của người rời đi cân phải có người nâng, nói cách khác, bà ta đã hôn mê đúng không? Tây môn hiểu nguyệt lắc đầu, lau mồ hôi trên trán nói, chuyện này ta không biết. chương 203, Lương Thị nổi điên. Thái Bảo nói tiếp, thứ tư, lúc Hỏa Long đi vòng quanh có rất nhiều người đi theo, lúc Trần Loan Loan thiết chút nữa bị lửa đốt, người đã nói lúc đó có rất nhiều hạ nhân ở đó, nếu có hạ nhân, lại biết phòng bên có người vì sao không lập tức đi vào thông báo sơ tán. Hạ thừa tướng đứng ra nói, thái bảo, lúc đó có rất nhiều hạ nhân không biết trong phòng bên có người, hơn nửa lửa đột nhiên bùng lên, mọi người đều rối loạn, còn vội vàng sơ tán những người đi theo, nhất thời quên mất cũng là chuyện có khả năng. Thái bảo lạnh lùng nói, được, coi như hạ nhân đi theo không biết, nhưng lúc đó người của hiểu nguyệt phái đi đang nhìn chằm chằm, vì sao lại không đi thông báo. Lão phu nhân nhíu mày nói, trường hợp hỗn loạn, chưa chắc đơn giản như những gì thái bảo đã nghĩ thái bảo cần gì phải kích động như thế thái bảo nhìn lão phu nhân đúng vậy chưa chắc đã đơn giản như những gì lão phu nghĩ có lẽ lại càng phức tạp hơn nhiều có đúng không lão phu nhân lão phu nhân không nói tiếng nào thật sự chẳng có gì hay mà nói trong lòng bà rất rõ ràng ly rượu của lương thị và hạ thương mai hoàn toàn không bị dẹp đi là bẫy do ông ta cố ý bày ra để tây môn hiểu nguyệt thừa nhận rằng người của nàng ta đẹp ly đi vì sao lại dẹp ly mà không dẹp những dụng cụ khác. Chỉ riêng điểm này là đã có rất nhiều chuyện để nói rồi. Bà cũng không thể phủ nhận nói không có đẹp ly đi, bởi vì bà không muốn dính đến chuyện này, có thể vỗ sạch thì cố gắng vỗ cho sạch. Hôm nay Thái Bảo đến đây không phải vì muốn làm chủ cho lương thị, mà là thật sự muốn điều tra việc này. Tây môn hiểu nguyệt xui xẻo là chuyện của nàng, chỉ cần đừng liên lụy đến bà là được. Hơn nữa cho dù có dẹp cái ly hay không, nếu Tây Môn Hiểu Nguyệt đã thừa nhận vậy thì chuyện đẹp ly đã trở thành sự thật, không có bằng chứng phản bác khác thì sẽ không tra tiếp chuyện này nữa. Thái Bảo hỏi Tây Môn Hiểu Nguyệt, còn muốn Lão Phu hỏi tiếp không? Có lẽ có thể hỏi thăm nhị tiểu thư nhà họ hạ và thái tử vì sao lại dính vào vụ án đả thương người. Tây Môn Hiểu Nguyệt gần như đã muốn ngã xuống đất, Hảo Anh nhiễm nghe được lời này cũng có hơi kinh ngạc, nhưng nhớ lại đầu đuôi mọi chuyện rồi, mặt nàng ta cũng tái nhợt. Thái bảo nhìn Tây môn hiểu nguyệt lạnh lùng nói, khẩu cung lần đầu và lần sau ngươi nói không giống nhau, nhìn chung tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó lại công thêm chuyện trước đó ngươi đã rời đi dương trang sức và những của hồi môn đáng giá khác. Gần như đã có thể khẳng định ngươi biết chắc phòng bên chắc chắn sẽ xảy ra một vụ cháy lớn. Hiểu Nguyệt à, chuyện ngươi làm sai nhất đó là ngươi đã bị lợi dụng, ngươi không nên sai người đi tìm múa rông lứa, bây giờ người bàn bạc với bên mua rồng lửa là người của ngươi. Hơn nữa ngân phiếu chỉ trả cũng thuộc về phủ quốc công. Mặt Tây Môn Hiểu Nguyệt đột nhiên tái nhợt, nhớ lại hôm đó khi nói mời rồng lửa về, nàng vốn định để người trong tướng phủ đi làm, vì hạ nhân trong phủ đều đã bị điều lên tiên viện hậu hạ khách khứa. Đương nhiên nàng cũng phải bỏ tiền ra trước, của hồi môn mà phủ quốc công đưa cũng có ngân phiếu, nàng cũng liền cầm ngân phiếu đi trả. Vốn lúc trước đã nói qua, nếu xảy ra chuyện, rồng lửa xảy ra ngoài ý muốn ở tướng phủ, cho dù nha môn có muốn điều tra nhưng mà bên ngoài không có chứng cứ gì, cuối cùng cũng chỉ kết luận là ngoài ý muốn, nhưng sau này lại xảy ra chuyện tân phòng bị cháy, còn để lại dấu vết bị phóng hỏa, hai chuyện này sâu chuỗi với nhau, nhà môn lập tức xem trọng. Nếu lại dùng nghiêm hình ép hỏi bên phía rông lửa, chỉ sợ sẽ bại lộ, hơn nữa đúng là đã bắt đầu từ chỗ rồng lửa, bởi vì Thái Bảo đã biết ngân phiếu họ nhận được là của phủ quốc công. Thương Mai thấy tuy lão phu nhân và hạ thừa tướng đã nghe ra được ý Thái Bảo muốn nói, nhưng hai người vẫn vờ như không biết. Da mặt dày đến mức làm người ta cảm thấy ngạc nhiên. Thái Bảo đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng dừng lại trên mặt Tây Môn Hiểu Nguyệt, lạnh lùng sắc bén hỏi, "Lão phu đã nhớ kỹ những lời ngươi nói ngày hôm nay, cũng sẽ báo lại cho hình bộ theo đúng sự thật, coi như lời khai của vụ án, đừng nghi ngờ, lão phu có quyền phá án, hình bộ đã nhờ lão phu giúp đỡ điều tra và giải quyết vụ án lần này, hôm nay tạm tha cho ngươi, nhưng ngày mai người của nha môn sẽ đến." Lý thị hét ầm lên, "Người có ý gì?" thì ra ngươi giúp đỡ người ngoài đến đây ăn hiếp người của tộc Tây Môn sao? Thái Bảo không nhìn bà ta, chỉ nhìn tấn quốc công, lạnh lùng nói, ngươi nói. Một câu nói không đầu không đuôi này làm tấn quốc công hơi mở mịt không biết phải làm gì. Nhưng ông nhanh chóng hiểu ý của Thái Bảo, nếu bây giờ phủ quốc công đứng ngoài cuộc vẫn còn kịp. Ông lập tức vì nghĩa không hề chùn bước nói, nếu chuyện tướng phủ bị cháy thật sự không phải chuyện ngoài ý muốn mà là có người cố ý gây ra, mặc kệ người này là ai, cho dù là người của phủ quốc công ta, cũng nhất định phải dựa theo luật lệ mà nghiêm hình điều tra. Bây giờ phủ quốc công vẫn còn chưa bị liên lụy và, thật ra cũng không nên dính vào vũng nước đục này. Tổ phụ, Tây Môn Hiểu Nguyệt khó tảm, không ngờ tổ phụ của nàng lại có thể trở mặt không quen biết ngay lập tức thế này. Thái Bảo nhìn chằm 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 tấn quốc công, lạnh lùng nói có những lời này của ngươi, lão phu yên tâm rồi, sau này cảnh cáo những người bên dưới, kẹp chặt đuôi vào cho ta, nếu như lại gây ra chuyện náo loạn gì, lão phu cũng khó mà bảo vệ được. Mặt tấn quốc công u ám nói, đa tạ thái bảo đã nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ. Tấn quốc công biết, chuyện ngày hôm nay vốn có thể làm rõ ràng ngay tại chỗ, nhưng thái bảo lại không tiếp tục truy cứu nữa, là vì nể mặt phủ quốc công, giữ lại một chút tôn nghiêm, còn sau này hình bộ và nha môn sẽ điều tra và bắt giữ như thế nào, chỉ cần không xảy ra ở phủ quốc công, ông sẽ có thể đứng ngoài cuộc. Nếu hôm nay đã mở tiệc để tiếp đón con rể, cũng đã chuẩn bị xong xuôi thức ăn, vậy cứ vui vẻ mà ăn một bữa, còn chuyện ngày mai thì ngày mai lại tính, cũng không thể làm các trưởng bối trong tộc đến đây một chuyến phí công được. Những lời Thái Bảo nói làm trong lòng người nào đó rất phức tạp, bữa tiệc tiếp đãi con rể này trừ để giữ gìn mặt mũi của phủ quốc công gia, cũng muốn báo cho mọi người trong tộc biết, nhà xui gia này đã là chuyện không thể thay đổi được nữa, sau này cho dù Tây Môn Hiểu Nguyệt có xảy ra chuyện gì, Nàng chỉ là người của tướng phủ, không có liên quan gì đến tộc họ Tây Môn cả. Hạ thừa tướng muốn nói gì, nhưng vẫn luôn bị lão phu nhân giữ chặt, ý của lão phu nhân cũng đã rất rõ ràng, tuy Tây Môn Hiểu Nguyệt đã gả lại đây, nhưng chuyện đó nếu có thể không liên lụy đến tướng phủ thì cố gắng đừng để dính vào, nếu thật sự không còn cách nào tránh thì mới thể hiện thái độ. Thái bảo có hỏa nhãn kim tinh, nói chuyện lại sẽ gây thêm phiền phức, không nói gì thì cũng sẽ không bị nắm được điểm yếu thật ra thương mai có hơi thất vọng, còn tưởng rằng Thái Bảo sẽ tiếp tục truy cứu tiếp. nhưng mà chuyển chuyện này cho Nha Môn cũng tốt, ít nhã, hai nhà vẫn có thể giữ được cảnh thái bình giả tạo như cũ. bữa cơm này rất nhiều người đều không muốn ăn uống, trừ Đao Lão Đại. hắn bị sắp xếp ngồi cùng bàn với những hạ nhân do những trưởng bối khác trong tộc dẫn đến. đồ ăn hôm nay rất ngon, có tám món ăn một món canh, từ một món rau ra, còn lại đều là món mặn nếu bạn chưa từng nhìn thấy cái gì gọi là gió cuốn bay tan vậy thì bạn có thể mời đao lão đại ăn một bữa để chiêm ngưỡng thử tóm lại tiểu khuyên chưa bao giờ thấy qua nàng rất tức giận sáng hôm nay lúc ra ngoài đã chuẩn bị bốn cái bánh bao trên xe ngựa đã cho hắn ăn hết còn tưởng để bụng đói đến phủ quốc công ăn một bữa no nê nàng đang thong thả ung dung uống một chén canh nhỏ tám món ăn trên bàn đã bị cuốn sạch không còn lại cái gì một chút nước thịt kho cuối cùng cũng bị hắn dùng bánh bao chấm sạch sẽ Trừ tức giận ra, nàng còn cảm thấy rất xấu hổ, bởi vì những hạ nhân kia đều đang nhìn nàng và Đao lão đại, vì nàng đến cùng với Đao lão đại. Sau khi ăn cơm xong, Thái Bảo và những người khác lập tức tạm biệt ra về. Lão phu nhân và hạ thừa tướng cũng muốn chạy, nhưng đúng lúc này Lương thị lại cản Tây Môn Hiếu Nguyệt lại. Khóe môi nở một nụ cười âm độc, định chạy, chúng ta còn chưa tính sổ mà. Chương 204: Hòa ly với mẹ của ta. Tây môn hiểu nguyệt đã sụp đổ hoàn toàn, giống to với lương thị như đang phát điên, người cứ dây dưa mãi rốt cuộc thì muốn thể nào. Ta đã bị người hại đến thế này, người còn chưa chịu bỏ qua sao? Ngày mai người của nha môn sẽ đến, có lẽ nàng sẽ không tránh khỏi một trận tai ương lao ngục, lương thị lại còn không chịu buông tha cứ muốn đối đầu với nàng. Tân Quốc Công cũng vô cùng tức giận với sự chỉ trích lúc nấy của lương thị, bây giờ thấy bà lại định cản tây môn hiểu nguyệt lại, lửa giận bùng lên, không cần mặt mũi nói, ngươi còn muốn làm cái gì? Có gì thì cứ nói với ông già này đi." Lương thị quay đầu lại, cười lạnh, "Yên tâm, phụ thân, nếu hôm nay ta đã không tiếc tất cả không quan tâm đến mọi chuyện thì cũng sẽ không để lại chút tình cảm này. Lát nữa chúng ta lại tính toàn toàn bộ nợ nần của nhà họ Tây Môn, bây giờ ta muốn tính món nợ giết người với tướng phủ trước." Tân Quốc Công thấy bà ta cứ ngu ngốc không chịu yên, khác hẳn so với lúc trước, tức đến hai mắt tối sầm, sai người đóng cửa lại lạnh lùng sắc bén nói, được, ta xem ngươi tính như thế nào, tới đi, sai người đi dọn dẹp đồ đạc của nhị phu nhân trước, đợi tính toán sổ sách xong, bà cũng cút đi. Xem ra nếu không thật sự nổi giận thì bà sẽ không biết lợi hại. Phụ thân, nhị ra nhà Tây Môn vội khuyên, không được, không được. Tân Quốc Công chỉ thẳng vào mũi con trai, chửi ầm lên, giữ một người phụ nữ đanh đá thế này lại làm gì? Người còn có tiền đồ hay không hả? Nhị ra nhà Tây Môn khổ sở nhìn phụ thân của ông, đang định định nhắc nhở phụ thân, suốt mấy năm qua cũng nhờ Lương Thị giúp đỡ việc làm ăn của gia đình, Phủ Quốc Công mới xa hoa như ngày hôm nay, nếu Lương Thị đi mất, sau này Phủ Quốc Công sẽ không còn thoải mái như vậy. Nhưng mà cũng không thể nói ra trước mặt nhiều người như thế, chỉ ngóng trong phụ thân có thể hiểu được. Nhưng mà Quốc Công gia đang tức giận, làm gì mà nghĩ được nhiều như thế. Hơn nữa đã lâu như thế, mấy năm đầu ông còn xem trọng Lương Thị một chút sau này cũng đã quen rồi xem như là một phần thu nhập của phủ làm gì còn nhớ được là do lương thị lấy từ nhà mẹ đẻ về chứ ai ngờ lương thị hoàn toàn không quan tâm đến lời ông nói chỉ nhìn thương mai hạ đại tiểu thư người có muốn cùng ta tính số vụ phòng bên nổi lửa luôn hay không thương mai biết hôm nay bà gọi cô đến chắc chắn không phải chỉ đơn giản là để xem trò vui lương thị đang mời chào cô được rồi dù sao cũng phải tính món nợ này cho rõ ràng tính ở tướng phủ cũng được tính ở phủ quốc công cũng thế, chỉ cần không sai đối tượng là được. Cửa lớn của phủ quốc công đóng mạnh lại, mấy người làm đều bị đuổi ra ngoài, đao lão đại cũng tiểu khuyên cũng ở bên ngoài, đao lão đại cầm roi, ngồi trên thềm đá trước hành lang, nghe ngóng động tĩnh bên trong, cứ như chỉ cần có gì đó không đúng là sẽ phá cửa, xông vào ngay. Hạ anh nhiễm kéo thương mai qua, lạnh lùng quát, ngươi đừng có nhiều chuyện, đây là phủ quốc công, có liên quan gì đến ngươi? người đừng có gây chuyện làm tướng phủ mất mặt. Hạ Oanh Nhiễm đang lo thương mai đắc tội với phủ quốc công, phủ tấn quốc công sẽ không ủng hộ nàng nữa, phụ thân từng nói, phủ quốc công có thể nói lời hay cho nàng trước mặt hoàng hậu và hoàng thái hậu, hôm đó thái tử rất tức giận, nàng nhất định phải dựa vào phủ quốc công. Thương mai lạnh lùng nói, ta vốn không biết xấu hổ, sợ mất mặt làm gì chứ. Nếu người không phải người của tướng phủ, ai thèm quan tâm người có xấu hổ hay không? Tóm lại người cầm miệng lại cho ta, nếu không sẽ cho người biết lễ độ. Hạ oanh nhiếm cảnh cáo. Hai tỷ muội còn đang mãi rằng co cùng nhau, lương thị đã túm chặt đầu tây môn hiểu nguyệt, hung dữ hỏi, nói, vì sao lại muốn giết cả ta? Lương thị đột nhiên ra tay, làm mọi người ở đây đều trở tay không kịp. Tân quốc công đã đóng cửa lớn lại, vốn tưởng còn có thể dọa lương thị sợ hãi, không ngờ bà lại ngang ngược như thế, chưa nói tiếng nào đã ra tay đánh nhau. Tây môn hiểu nguyệt bị bà ta túm chặt, hét lên, Lý Thị nhào lên cứu con gái, lại bị Lương Thị đạp một phát, lạnh lùng quát bảo bà ta ngừng lại, lại dám qua đây, ta sẽ xé ra đầu nàng xuống. Nói xong, kéo mạnh, mãi đến kéo Tây Môn Hiểu Nguyệt xuống đất đánh một trận, đau đến mức kêu gào. Lý Thị khóc lóc với Tấn Quốc Công, phụ thân, người nhìn bà ta kia, không coi ai ra gì cả. Là ai không coi ai ra gì hả? Tất cả các người đều biết chuyện nàng hai ta, nhưng mà đã có ai nói thay ta câu nào chứ? đâu giả vờ như không biết đúng không, đều cảm thấy ta có thể tùy ý để các ngươi hy sinh sao. Hôm đó sau khi cháy, các người đều biết ta ở Hạ Chí Uyển, không có ai đến hỏi thăm xem ta có bị thương hay không, ta về nhà mẹ để, phủ quốc công các người cũng chưa từng đến thăm ta, thậm chí hôm nay ta quay về, thấy ta bị phỏng đến thế cũng không có người nào hỏi thăm một câu, chuyện này cho dù như thế nào ta cũng không bỏ qua được. Không bỏ qua được thì sao nào? Tấn Quốc công lạnh lùng âm độc nói, xem ra ngươi đang muốn bị hưu. Có hưu ta hay không thì ta cũng sẽ không ở lại phủ quốc công nữa, không chỉ như thế, ta còn muốn vào nha môn bẩm báo, đòi lại tất cả số bạc mà phủ quốc công mượn ta suốt bao năm nay, nhưng món nợ này lát nữa lại tính, bây giờ ta đang hỏi con tiện nhân này vì sao lại muốn thiêu chết ta trong phòng bên. Sắc mặt tấn quốc công thay đổi, lập tức nhớ đến mấy năm nay lương thị gần như là trụ cột trong phủ. Không nói đến chuyện đòi bạc lại, chỉ riêng việc sau này không có lương thị giúp đỡ, trong phủ chẳng có bao nhiêu người giữ chức vụ trong triều đình, dựa vào chút tiền thuế má ít ở kia, làm sao nuôi nổi gia tộc lớn thế này chứ? Không có ai muốn thiêu chết người cả, đã nói tất cả chỉ là ngoài ý muốn. Hạ thừa tướng tức giận nói. Thương Mai lạnh lùng nói, ngoài ý muốn, có nhiều chuyện ngoài ý muốn đến vậy sao? Đi mà nói với nha môn, tướng gia đại nhân, Thái Bảo đã nói đến nước này rồi mà các ngươi còn cố nói là ngoài ý muốn, có ý nghĩa gì sao? Nếu đã dám làm sao lại không dám nhận chứ? Không sai, nhà môn truy cứu là chuyện của nha môn, ta và nhị phu nhân thiếu chút nữa đã chết trong đám cháy, món nợ này kiểu gì cũng phải tính cho ra lẽ trước nha môn. Người muốn tính như thế nào? Hạ thừa tướng nhìn chằm chằm thương mai, gương mặt cố ý trang điểm tỉ mỉ đã đầy lửa giận. Mặt thương mai không chút biểu tình nói, đơn giản lắm, nếu tướng phủ muốn thoát khỏi chuyện này, ta có thể ăn nói cẩn thận, nhưng mà ông nhất định phải hòa ly với mẹ của ta. Đừng có mơ hạ thừa tướng không thèm nghĩ ngợi gì từ chối ngay. Thương Mai âm châm nói, được thôi, vậy ngày mai khi nha môn đến, ta lập tức nói ra lời nói trước khi lâm chung của hạ đoàn, nhị phu nhân, bà có nghe được chuyện trước khi hạ đoàn chết đã nói ba người lão phu nhân, hạ thừa tướng và tây môn hiểu nguyệt lên kế hoạch sai người đốt nhà như thế nào không? Lương Thị rất hợp tác, nghe rõ, mỗi một câu một chữ, mỗi một tiếng hét thảm kêu rên đều ở trong đầu ta, không vứt đi được. Thương Mai cười lạnh, nhìn chằm chằm hạ thừa tướng, chắc là tướng ra hiểu rất rõ luật pháp đại chu, nếu chỉ một mình ta khai có thể không ti được, nhưng nếu có thêm nhị phu nhân làm bằng chứng thì đã có thể chứng thực, một khi những lời này rơi vào lời khai, tướng phủ có thể thoát khỏi liên quan không? Tướng ra và lão phu nhân phải suy nghĩ cho cẩn thận, dùng sự bình an của tướng phủ các người để đổi lấy sự tự do của mẹ ta, ai lời ai lỗ. Con người hạ thương mai ta rất hiền lành, cho dù mua bán không phải công bằng hoàn toàn, cũng sẽ không chiếm chút của hời nào của tướng phủ các người. Lương thị ở bên kia lại ngang ngược nói, không, đại tiểu thư, bên người thỏa thuận xong nhưng bên ta còn chưa nói xong, nếu con tiện nhân này không ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu lại ta một trăm lần, ta chắc chắn sẽ không tha cho nàng. Thương mai buông tay, nhìn gương mặt tức giận muốn bùng nổ, vậy ta không có cách nào, lão phu nhân thuyết phục con dâu của bà trước đi, dù sao trừ mẹ Liên thị của ta ra, mấy cô con dâu khác của ngày đều rất nghe lời, rất có tiên đồ. Chương 205, Hưu Tây Môn Hiểu Nguyệt. Hạ thừa tướng chỉ đành nhịn cơn giận bước lên nói với Lương thị, người buông nàng ta ra trước, có cái gì không thể nói chuyện đàng hoàng chứ? Lương thị ngước gương mặt xanh lè lên, các người đã nói chuyện đàng hoàng với ta vào lúc nào? Sau khi ta chạy ra khỏi phòng bên bị cháy rồi, bị sắp xếp ở hạ trí huyền khi đó người tướng phủ các người sao không đến nói chuyện đàng hoàng với ta hạ thừa tướng nếu ngươi muốn bảo vệ tướng phủ của ngươi bình an hôm nay cho dù như thế nào cũng phải cho ta một câu trả lời công bằng hạ đại tiểu thư muốn hòa ly gì đó ta không quan tâm ta chỉ cần ngươi hưu tây môn hiểu nguyệt cái gì vừa mới nói xong lý thị là người đầu tiên giống lên chỉ vào lương thị mắng to người còn dám nói ngươi không ghen tị vì nàng được gả vào cho thừa tướng hả dù sao nàng cũng là cháu gái của ngươi, sao ngươi có thể đối xử với nàng như thế? Ngươi đúng là ác độc thật, nàng đã từng có một đời chồng đã chết, nếu lần này lại bị hưu, đời này cũng xong rồi. Lương Thị lạnh lùng nói, liên quan gì đến ta, đều là tự nàng ta gây ra thôi, nếu nàng ta biết sống cho tốt thì cũng sẽ không kéo nhị thẩm là tôi vào, đừng tưởng là tôi dễ ăn hiếp, suốt mấy năm qua, ta đã cho đại phòng các ngươi bao nhiêu lợi lộc rồi. Các người không nhớ ơn ta, bây giờ còn muốn giết ta số bạc đó của ta cho dù có quăng xuống biển rộng cũng có thể nghe được tiếng vang. Tây môn hiểu nguyệt nhìn hạ thừa tướng, nhịn đau nói, người sẽ không làm vậy đúng không? Mặt hạ thừa tướng rất phức tạp, không nói đến chuyện bây giờ Tây môn hiểu nguyệt đã bị hủy dung, cho dù không có, bây giờ nha môn chắc chắn cũng đang nhìn chằm chằm nàng, nếu không từ bỏ nàng, tướng phủ cũng sẽ bị dính vết nhơ. Nhưng mà ông lại không thể trả lời như thế, ít nhất không thể để tấn quốc công xác định rằng ông muốn từ bỏ Tây Môn Hiểu Nguyệt được. Cho nên ông nhìn về phía lương thị, nhị phu nhân, người đừng làm khó người khác, ta sẽ không hiu hiểu nguyệt. Lương thị hừ lạnh là ta làm khó người khác sao? Ta cảm thấy ta đang giúp ngươi, nhưng mà ta không quan tâm, người tướng phủ các ngươi là người ngoại, các ngươi ác độc muốn hãm hại ta rồi cũng sẽ chịu báo ứng. Nhưng mà Tây Môn hiểu nguyệt lại không phải, nàng là người của phủ quốc công, từng hưởng không ít lợi của ta, nàng ta vong ơn phụ nghĩa muốn hại ta, ta sẽ không thả nàng. Giết nàng thì phải đền mạng, cách tốt nhất là lại làm nàng bị hưu thêm lần nữa. Thương Mai không thể không khen ngợi lương thị, chiều này của bà đủ độc ác. Nhưng mà cho dù lại độc ác thì cũng không độc ác bằng hạ thừa tướng. Rõ ràng ông ta cũng muốn hưu tây môn hiểu nguyệt, nhưng ông lại thể hiện rằng ông đang dùng hết sức để bảo vệ nàng. Như vậy thì khi tây môn hiểu nguyệt gặp nạn, nhất định sẽ chờ cho bản thân một đường lui mà đường lui này chính là tướng phủ, trong lòng nàng còn có hy vọng có thể quay về tướng phủ, vì thế nàng cũng sẽ không khai ra tướng phủ. Tân quốc công tức giận đến hai mắt trợn trắng, nếu Tây Môn Hiểu Nguyệt bị hưu, mặt già của ông sẽ bị mất hết. Vốn dĩ khó khăn lắm mới leo lên được nhà thừa tướng, bây giờ lại bị chém ngang, người chém còn là người của phủ quốc công ông, làm ông bực bội muốn chết. Cuối cùng ông cảm thấy, khi mà ông cho rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, có một vài người đã chạy vọt lên nhanh chóng giữ quyền khống chế tình hình tấn quốc công hết thời như ông bây giờ cũng chỉ bất lực ông ngã ngồi xuống ghế nhìn lý thị và tây môn hiểu nguyệt đang khóc sướt mướt biết nếu ông không lên tiếng bảo hạ thừa tướng hưu tây môn hiểu nguyệt để lấy lòng lương thi vậy thì lương thị thật sự sẽ đòi lại toàn bộ số bạc đã cho phủ quốc công trong suốt mấy năm qua ông không trả nổi ông cũng không muốn giả đầu rồi mà còn trở thành trò cười cho người khác trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ nhưng cũng đều không thắng được thực tế, ông nhìn hạ thừa tướng, tướng ra, viết hưu thư đi. Không, không, Tây Môn Hiểu Nguyệt thét chói tay, dùng sức giấy ruộ đứng dậy, đẩy lương thị ra, quỳ gối xuống trước mặt quốc công gia, tổ phụ, không được, nếu hưu ta, ta còn sống nổi sao. Hạ thừa tướng cũng nói, đúng đó, quốc công giam có lẽ chúng ta còn có cách giải quyết khác. Ông nói là có lẽ, thật ra thì chính là nói với quốc công gia, không có cách nào, tạm thời chỉ có thể thuận theo nhưng thái độ này của ông lại làm Tây Môn Hiểu Nguyệt cho rằng ông đang cố sức bảo vệ nàng, kéo tay ông khóc lóc nói, đúng vậy, tướng ra, người không thể hưu ta, hôm nay là ngày thứ ba về gặp cha mẹ để, người không thể hưu ta. Hạ Anh nhiễm cũng cảm thấy rất tức giận, lúc Tây Môn Hiểu Nguyệt đến đây nàng còn phải quỳ xuống lại kính trà, gọi một tiếng mẹ, nếu như Tây Môn Hiểu Nguyệt bị hưu, vậy không phải nàng quỳ phí công rồi sao? Nàng lại thêm một bà mẹ vô dụng à? còn tưởng rằng Tây Môn Hiểu Nguyệt tài giỏi đến cỡ nào, có thể ủng hộ nàng nhiều đến cỡ nào, lại không ngờ rằng chỉ là một cái gối theo hoa, nhìn đẹp chứ chẳng xài được. Nàng thật sự thất vọng hoàn toàn. Thương Mai không quan tâm đến chuyện bên đó, chỉ đứng bên này bàn chuyện hòa ly với Lão Phu Nhân. Lão Phu Nhân, chuyện hòa ly, hôm nay người phải cho ta một câu trả lời. Lão Phu Nhân vương ta, kéo tay nàng ngồi xuống, gương mặt hiền lành không thể diễn tả thành lời, Thương Mai, người thật sự rất cam hận tổ mẫu đúng không? Thương Mai cười châm chọc, lão phu nhân nói mấy chuyện này sẽ rất tổn thương tình cảm. Lão phu nhân xua tay, mắt đỏ lên, đầy ái náy nhìn cô, tổ mẫu biết trong lòng ngươi rất hận tổ mẫu, tổ mẫu biết ta làm không đúng, đối xử tệ bạc với hai mẹ con ngươi, nhưng mà ngươi cũng phải thông cảm cho tổ mẫu, ta không có cách nào, lâm lâm là đứa con trai duy nhất trong tướng phủ, lại có tài như thế, nếu ta không nâng đỡ muội muội của ngươi, sau này tướng phủ phải làm sao đây? Thương Mai chỉ cảm thấy người nổi đầy da gà da vịt, nói, lão phu nhân chỉ cần nói là đồng ý hay không thôi. Lão phu nhân cười khổ, nếu người đã kiên quyết như thế, ta không có lý do gì mà không đồng ý cả. Đồng ý là được, nếu đồng ý thì xin mời tướng ra lập tức viết một bức thư thả vợ ngay tại chỗ, từ đây mọi người đều vui vẻ. Thương Mai đương nhiên sẽ không cho phép bọn họ tiếp tục kéo dài. Lão phu nhân tiếp tục nắm tay Thương Mai, mặt dây khẩn cầu nói, nhưng mà ngươi không được đi cùng mẹ ngươi, phải ở lại cùng tổ mẫu, có được không? Tổ mẫu giả dối, cũng không biết khi nào sẽ chết, ngươi là đại tiểu thư của tướng phủ, lại là trưởng nữ con vợ cả, tổ mẫu nếu không thấy ngươi ở cạnh trong lòng sẽ không yên tâm. Lão thái bà này luôn rất thông minh, hơn nữa còn rất mạnh mẽ, không dễ gì sẽ nói ra những lời này, nhưng bây giờ lại khổ sở mà cầu xin cô như vậy, đằng sau còn có tính toán gì nữa đây? Thương Mai không tin bà đã thật sự tỉnh ngộ, tâm của bà già này đã đen rồi, trong mắt bà ta chỉ có ích lợi, không có tình thân. Lão phu nhân xin cứ yên tâm, ta sẽ luôn ở lại trong phủ cho đến khi gả chồng, ta sẽ ở lại cùng bà thật tốt. Thương Mai cười khẽ, vỗ mở u bàn tay bà ta, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, ta sẽ chơi cùng bà, bà muốn chơi kiểu gì, ta sẽ chơi kiểu đó với bà. Đáy mắt lão phu nhân giống như có hơi ướt át, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tuổi càng lớn lại càng không nỡ để con cháu rời đi, tuy ta không có duyên với mẹ ngươi, nhưng nàng đi, ta cũng rất luyến tiếc. Thương Mai hơi cong môi, tạo thành một nụ cười khẩy, lão phu nhân yên tâm đi, cho dù mẹ ta có hòa ly với tướng ra thì bà ấy cũng sẽ không rời khỏi tướng phủ, tướng phủ không phải có một mảnh đất thuộc về bà ấy sao. Mảnh đất đó đủ xây một căn nhà, chúng ta sẽ luôn ở cùng bà, có được không? Lão phu nhân lập tức nở nụ cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy cũng xem như người một nhà. Lúc này Thương Mai cũng đã đoán được ý của bà ta, bà ta muốn mẹ dọn vào hậu hoa viên, như vậy bà ta sẽ càng dễ ra tay hơn. Dừng chúc là vũ khí sắc bén của bà ta. Nhưng, ai mà biết được chứ, có lẽ vũ khí này cuối cùng sẽ bị hạ Thương Mai cô sử dụng thì sao? chương 206, Thư Thả Vợ còn bên kia vẫn còn đang diễn cảnh bi tình. Hạ thừa tướng không muốn hưu tây môn hiểu nguyệt, nhưng mà Lương Thị và Tấn Quốc công cứ ép buộc mãi, ông đầy đau khổ nhìn Tây Môn Hiểu Nguyệt, nắm chặt tay nàng, cố kìm nước mắt nói, "Chờ ta, ta nhất định sẽ cưới ngươi về lại một cách đầy vẻ vang." Tây Môn Hiểu Nguyệt sụp đổ khóc lớn, nàng không thể tiếp thu được kết quả này, nàng chỉ vừa mới gả qua thôi, nàng và hạ thừa tướng thậm chí còn chưa động phòng. Nàng đã sống cuộc sống một mình sợ cô đơn, cho nên nàng mới gấp gáp muốn nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay, trở thành người phụ nữ duy nhất bên cạnh ông hưởng thụ hết tất cả vinh quang thuộc về một nhất phẩm phu nhân nàng cực kỳ muốn trở thành chủ mẫu của tướng phủ lòng ham muốn này làm nàng đã phỏng đoán sai sự lợi hại của hạ thương mai hạ thừa tướng thấy nàng như thế trong lòng thật sự rất chán ghét tuy rằng rất đáng tiếc việc liên hôn với phủ tấn quốc công bị thất bại nhưng mà cưới một người phụ nữ như vậy về sau này cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ vẫn nên sớm cắt đứt thì tốt hơn tây môn hiểu nguyệt lại không biết còn tưởng rằng ông đang rất không đành lòng sau khi khóc xong, buồn bã cầu xin, ta chờ ngươi, ngươi đã nói ra thì phải giữ lời." Hạ thừa tướng còn đang trông chờ nàng gánh vác hết tất cả tội danh một mình, cho nên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói khẽ bên tai. "Ngươi yên tâm, chờ ta tiêu diệt sạch hết những người chướng mắt kia thì sẽ không còn ai cản chúng ta nữa." Thật ra trong lòng ông cũng đang rất khinh thường bản thân, không ngờ ông Đường Đường là một thừa tướng nhưng vẫn phải dựa vào mấy trò vặt này để lừa phụ nữ nhưng mà ông đã bị hạ thương mai ép đến không còn đường lui nữa. Hưu thư được viết ngay tại chỗ, sau khi nói xong, hạ thừa tướng khẩn cầu tấn quốc công, xin quốc công ra đừng làm khó nàng, chăm sóc nàng thật tốt, đừng để người khác ăn hiếp nàng. Tấn quốc công nhìn hạ thừa tướng, trong lòng cũng không biết có cảm xúc như thế nào nữa, ông không cho rằng hạ thừa tướng thật lòng đối với Tây Môn Hiểu Nguyệt, thậm chí ông cũng rất rõ hạ thừa tướng chỉ đang diễn trò, mục đích là vì muôn Tây Môn Hiểu Nguyệt gánh vác hết mọi thứ, nhưng thân là một người cũng dùng hết sức để giữ gìn vinh quang của gia tộc, ông lại hiểu được, bởi vì ông cũng có rất nhiều chuyện không thể làm gì được. Ông cũng làm chuyện giống hệt như hạ thừa tướng, bán trai hoặc bán gái để cầu vinh, người của mình không có tiền đồ, chỉ có thể thông qua việc liên hôn với những gia tộc mạnh để bảo đảm địa vị của gia tộc bản thân. Tây Môn hiểu nguyệt chắc chắn sẽ bị bắt, thái bảo sẽ không thiên vị, những manh mối hôm nay hỏi ra được cũng sẽ đều giao cho nha môn. Phú Quốc Công không phải là không thể bảo vệ được Tây Môn Hiểu Nguyệt, nhưng mà lại phải trả một cái giá rất đắt. Trả một cái giá đắt để bảo vệ nàng, nhất định phải lấy được đền đáp tương xứng hoặc tốt hơn, nếu không có thì không cần thiết. Hạ thừa tướng viết hưu thư vô cùng liên mạch lưu loát, nhưng dùng từ lại rất tinh tế, vô cùng đau thương, Tây Môn Hiểu Nguyệt ôm hưu thư, khóc một lúc, nhưng vẫn vô cùng cảm động với nội dung hưu thư. Thương Mai nhìn nàng, không khỏi thở dài, cho dù phụ nữ có khôn khéo đến cỡ nào, một khi gặp phải chuyện tình cảm thì luôn rơi vào lối tư duy chủ quan của chính bản thân, không thể phân tích lý trí được. Tây môn hiểu nguyệt không hề ngu, nhưng nàng ta quá chú tâm đến những lợi ích trước mắt, không kiên nhẫn, nếu muốn làm một con báo săn môi, kiên nhẫn là một thứ rất quan trọng. Thương Mai xem đó như lời cảnh tỉnh, không thể để bản thân mất đi sự kiên nhẫn, cho dù trong lòng có gấp gáp như thế nào, cô cũng sẽ không để ý đến việc dành thêm chút thời gian đi chờ đợi, hoặc là tính toán lúc viết thư thả vợ hạ thừa tướng cầm bút nhưng một lúc lâu vẫn chưa đặt bút viết đầu ngón tay run nhẹ đầu bút cũng đang run ông từng viết một bức hưu thư cho liên thị phòng hưu thư kia cũng rất liền mạch lưu loát bởi vì lần đó khi viết hưu thư ông biết rõ là giả chỉ muốn dọa hai mẹ con nàng nhưng ngay lúc đó ông từng cho rằng nếu thật sự muốn hưu liên thị thì ông cũng sẽ không hề do dự mà viết bây giờ cầm bút vô số chuyện cố hiện lên trong lòng trong đầu lặp đi lặp lại cảnh đêm tân hôn, ông vén khăn voan của Liên Thị lên, nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của bà, ông không nhớ ông đã nói gì, chỉ nhớ rõ Liên Thị ngây ngốc đặt tay vào lòng bàn tay ông, sau đó, bà thả tóc dài xuống, thắt tóc của bà và tóc của ông thành một nút thắt như ý. Ông mơ hồ mà nghĩ, có lẽ ông từng có được người phụ nữ tốt nhất trên đời này. Nhưng mà ý tưởng này lập tức biến mất, lòng kiêu ngạo của ông không cho phép ông thừa nhận. Tướng ra, hay là ông đọc đi, Ta viết giúp ông." Thương Mai thấy ông mãi vẫn không đặt bút, lập tức hỏi. Hạ thừa tướng ngẩng đầu, hơi mờ mịt nhìn nàng, đáy mắt có một số thứ gì đó mà từ trước đến giờ Thương Mai chưa bao giờ thấy qua, cô không biết đó là gì, cả kiếp trước lẫn kiếp này cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng dần dần nó lại biến thành vẻ cứng rắn lạnh lùng, lại có chút thù hận từ từ xuất hiện, ông biết, người phụ nữ trước mặt, nhìn có vẻ rất dịu dàng thân thiện nhưng lại là kẻ địch muốn đẩy ông vào chỗ chết. Bây giờ cô tươi cười dịu dàng, khóe miệng lại đang ngậm một đóa hoa đầy độc, sau lưng đang che giấu sát khí. Nghĩ đến đây, lòng ông lạnh lẽo, chỉ dùng vài chữ ít ỏi cắt đứt mười mấy năm tình cảm vợ chồng giữa ông và liên thị. Đây là bức thư thả vợ đơn giản nhất trong triều đại này, thư thả vợ làm tiêu đề, nội dung chính bên dưới chỉ có hai chữ hết xuyên. Ông đóng con dấu, lại in dấu vân tay, lạnh nhạt nói cầm đi, như người mong muốn. Thương Mai cầm lấy thổi để khô mực, Cẩn thận gấp lại rồi cất vào túi tay áo, một chương giấy mỏng, nhưng lại là 17 năm thanh xuân của một người phụ nữ. Từ đây, tạm biệt ai đi đường nấy. Tây Môn Hiểu Nguyệt vẫn cứ ngây ngốc nhìn Hạ Thừa Tướng, trong lòng nàng nửa buồn nửa lo, vui là vì cuối cùng ông cũng đã hòa ly với Liên thị, sau này nếu cưới nàng về, nàng chính là phu nhân danh chính ngôn thuận, mà không phải là bình thê hay là thiếp gì cả. Lo là vì nàng đã bị hưu, người nam nhân này có cưới nàng về như những gì đã hứa không? hạ thừa tướng cũng nhìn nàng sự đau đớn trong mắt vô cùng chân thật chính ông cũng không biết sau khi viết thư thả vợ xong ông lại muốn khóc tây môn hiểu nguyệt nhìn vẻ mặt này của ông trong lòng chắc chắn hơn nàng đứng dậy đi đến trước mặt ông ta chờ ngươi chờ ngươi đón ta về ngươi yên tâm chăm sóc bản thân cho tốt hạ thừa tướng nói trông như không nỡ rời xa cuối cùng lương thì cũng không nhìn nổi nữa lão phu nhân hạ thừa tướng nếu chuyện này xong xuôi thì mau về đi ta còn có một món nợ muốn tính với phủ quốc công nữa. Hạ thừa tướng rất căm hận lương thị, nhưng vẫn dáng nhìn xuống nhìn lương thị nói, người có việc gì thì cứ nhắm vào bổn tướng, đừng làm khó hiểu nguyệt. Câu nói này làm người ta nghe thấy mà muốn bật cười, nhưng mà cũng làm suy nghĩ trong lòng tây môn hiểu nguyệt càng thêm chắc chắn, ngày mai ở công đường nha môn, nàng sẽ im lặng không nhắc đến tướng phủ. Hạ oanh nhiễm thật sự rất tức giận, vậy là bị hưu rồi sao? Lúc trước nàng quỳ lạy uổng công, lúc lên xe hạ oanh nhiễm túm chặt tay thương mai kéo thật mạnh thương mai còn chưa kịp phản ứng đã lập tức nhìn thấy một cây roi đột nhiên bay đến độ cong vô cùng duyên dáng đánh thẳng lên ta hạ oanh nhiễm sức roi rất nhẹ đối với đao lão đại mà nói y chang như đang gãi ngứa nhưng mà lại đủ để trên tay hạ oanh nhiễm nổi lên một vệt đỏ một tên nô tài cũng dám đánh bổn tiểu thư hạ thương mai nếu hôm nay ngươi không xử phạt hắn ngay lúc hạ oanh nhiễm đang dậm chân tức giận măng thương mai đã ổn định ngồi lên xe ngựa bảo xa phu lái xe đi mất tiểu khuyên nhìn đao lão đại sao ngươi lại đột nhiên đánh người thế đao lão đại nói mắng người thì còn phải nhịn ba lần nếu đã động tay động chân thì không thể nhịn tiểu khuyên lo lắng nói nhị tiểu thư cũng không dễ chọc chọc nàng ta rồi sẽ phiền phức lắm thương mai vỗ vai đao lão đại không sao ngươi làm tốt lắm ít nhất đã biết khống chế sức lực chương 207, Liên Thị nổi giận. Lúc Thương Mai đưa thư thả vợ cho Liên Thị, Liên Thị cũng không hề quá kích động, chỉ đưa tay nhận lấy, vuốt ve một lúc rồi nói Tiểu Khuyên, Tiểu Khuyên, người đi cất nó giúp ta, đặt trong hộp nhỏ ở ngăn kéo đầu tiên là được. Phu nhân không muốn biết trong đó viết gì sao, Tiểu Khuyên tò mò hỏi. Liên Thị lắc đầu, cười cười, cô nương ngốc, viết cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần có ba chữ thư thả vợ là được. Vâng, tiểu khuyên vẫn không hiểu được suy nghĩ trong lòng liên thị nghe theo lời dặn đi cất nó đi là được rồi thương mai ngồi xuống nhìn liên thị mẹ cuối cùng mẹ cũng tự do rồi liên thị cười nhạt đúng vậy tự do cảm ơn con thương mai hai mẹ con với nhau nói mấy thứ này làm gì liên thị sờ soạng nắm tay cô đột nhiên nghiêm mặt lại đời này con sẽ luôn là con của mẹ tình cảm này sẽ không thay đổi thương mai có chút cảm động Cô biết cả đời này liên thị cũng sẽ không quên được nguyên chủ hạ thương mai, nhưng mà cô có thể làm đứa con gái thứ hai của bà. Dù ma ma lại nhẹ nhàng thở dài, tuy nói viết thư thả vợ, đã tự do, nhưng mà trong lòng lão nô vẫn cảm thấy khó chịu thay phu nhân. Khó chịu gì chứ, không phải vẫn khá tốt sao? Thương mai cười an ủi. Dù ma ma vừa nói rồi lại rưng rưng nước mắt, không biết khó chịu chuyện gì, chỉ cảm thấy phu nhân không nên bị đối xử như thế. Liên thị nói, mà ma ở trong cung đã nhìn đủ loại chuyện, cũng phải biết mọi chuyện trên đời đều chỉ là một lần trải nghiệm, không có gì nên hay không nên cả. Dù ma ma lau khóe mắt, lại cười, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng trở nên hiền lành hơn lúc thương mai nhìn thấy bà. Được rồi, nếu đã là chuyện tốt thì tối nay chúng ta phải chúc mừng một trận. Tiểu khuyên lại đột nhiên đặt câu hỏi, nhưng mà bây giờ phu nhân đã hòa ly với tướng ra, sau này phải ở đâu? Không lẽ về liên phủ sao? Thương Mai lắc đầu nhìn liên thị, mẹ có thích mảnh đất ở hậu hoa viên không? Nếu thích thì chúng ta lấy về. Liên thị hiểu ý Thương Mai, Thương Mai muốn sống cùng bà, không muốn bà sống lẻ loi một mình ở ngoài. Bây giờ mắt bà đang có bệnh, cũng không thể đi ra ngoài ở, lúc bà chữa trị cũng không thể chạy tới chạy lui hai đầu được. Quan trọng nhất là tuy tướng phủ vẫn là một nơi rất nguy hiểm, nhưng đi ra ngoài thì sẽ an toàn sao? Thương Mai không chăm sóc được, có lẽ sẽ càng nguy hiểm hơn. Được, lấy về đi, dựng một căn nhà gỗ ở ven hồ, mẹ ở nhà gỗ là được. Liên thị nói, căn nhã thất của phu nhân linh lung ở lại sắp phải dọn đi rồi. Dù ma ma nói, thương mai lạnh nhạt đáp, dù sao bà ta cũng không thích hậu hoa viên. Bên ngoài có tiếng bước chân, tiểu khuyên chạy ra ngoài xem, ngẩn ra tướng ra đến. Người đi ra ngoài đi, bổn tướng muốn nói với phu nhân của ngươi vài câu. Hình như hạ thừa tướng vừa mới uống rượu xong, mặt căng chặt giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng thương mai ở trong nhà nghe được hỏi liên thị mẹ có muốn nói chuyện với ông ta không liên thị lắc đầu không cần thiết nếu đã viết thư thả vợ rồi thì không cần nói gì nữa nói gì cũng chỉ dư thừa thương mai cũng không muốn liên thị nói chuyện với ông ta cô chỉ tôn trọng ý kiến của liên thị nên mới hỏi thử được nếu mẹ không muốn nói chuyện với ông ta con ra ngoài đuổi ông ta đi Thương Mai nói xong lập tức đứng dậy. Thương Mai đi ra ngoài, Hạ thừa tướng nhìn chằm chằm Thương Mai, cười lạnh nói, ngươi hài lòng chưa? Thương Mai bình tĩnh nhìn ông, có cái gì mà hài lòng. Mọi chuyện chỉ thuận theo tự nhiên mà thôi. Gọi bà ta ra đây, ta có chuyện muốn nói với bà ta. Hạ thừa tướng huy tay, ra vẻ không muốn nói chuyện cùng Thương Mai, trông có chút nóng nảy. Thương Mai bình tĩnh nói, không, ông say rồi, quay về đi chỗ này không có ai muốn nói chuyện với ông hết. Hạ thừa tướng hung dữ nhìn chằm chằm thương mai, hạ thương mai, tuy ta đã hòa ly với mẹ của người, nhưng người vẫn là con gái của hạ hòe quân ta, ăn cơm của tướng phủ, mặc quần áo của tướng phủ, người dám can đảm ăn nói với ta như thế này, có tin ta sẽ rách miệng ngươi không? Thương mai nhìn ông, đáy mắt hiện lên vẻ tàn khốc, tướng ra đúng là mau quên thật, không phải hạ thương mai đã chết vào lần ép hôn kia rồi sao? Ông đã tự tay giết chết con gái của ông rồi." Hạ thừa tướng cười lạnh, vớ vẩn, nếu ngươi đã chết thì còn tốt, ít nhất trong lòng ta vẫn còn xem ngươi là con gái của ta, nhưng bây giờ chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn chút tình cảm cha con gì cả." Thương Mai cười lạnh, khi nàng còn sống, ông không xem nàng là con gái của ông, bây giờ nàng đã chết, ông lại còn nói cái gì mà tình cha con, nực cười, đi về đi, đây vốn là một cuộc tranh đấu ngươi chết ta sống, ông chưa bao giờ lưu tình với ta ta vẫn chưa đủ năng lực để hạ bệ ông, mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc. Ta không nói chuyện với người, đáy mắt hạ thừa tướng hiện lên một tia hung ác, giống cổ lên, liên thúy ngữ, bà ra đây, bà trốn bên trong đó thì tính là cái gì chứ? Lăn ra đây, mắt thương mai cũng hiện lên vẻ âm độc, xin tướng ra tự trọng, còn làm ồn nữa cũng chẳng có ích lợi gì cho ông cả. Vậy sao? Vậy ngươi nói xem như bây giờ thì bổn tưởng có lợi gì? Ngươi đã cướp hết tất cả mọi thứ của ta, hạ thương mai ta là phụ thân của người vì sao ngươi lại độc ác như vậy ngươi có tin ta lập tức đánh chết ngươi không ngươi chết thì sẽ bớt rất nhiều chuyện hạ thừa tướng đã uống rất nhiều rượu ông chỉ mới về phủ được một lúc mà đã uống say đến mức này chắc chắn đã nốc rất nhiều mới say nhanh đến thế thương mai nghe ông ta tức giận lên án trong lòng lại cảm thấy lạnh lùng tất cả mọi thứ của ông đã bị cướp sạch không ông còn đang sống rất tốt quyền cao chức trọng sau này muốn cưới người nào thì cưới người đó, chẳng thiệt gì cả, nhưng mà nguyên chủ Hạ Thương Mai thì sao? Đã chết đi vĩnh viễn, chết trên sàn nhà lạnh băng kia. Cuộc đời của ông quan trọng, vậy cuộc đời của Hạ Thương Mai thì sao? Trong lòng ông có từng giữ lại chút tình cảm nào đối với đứa con gái này không? Có từng tiếc hận cho nàng nửa câu không? Đợi nàng chết rồi mới đi nhớ đến cái tình cha con khốn nạn kia, trên đời này làm gì có chuyện tốt đến thế. Vốn Liên thị không muốn bước ra, nhưng mà bà không muốn để một kẻ say khướt ồn ào với thương mai, bà sợ hạ thừa tướng say rồi sẽ đánh người, bà chưa bao giờ làm gì cho hạ thương mai của hiện tại, nếu bà có được một phần sức lực, cũng muốn dùng nó để che chở cô. Cuộc đời vô tình, bà chỉ có hạ thương mai. Dù ma ma đỡ bà ra ngoài, vội vàng bước ra tức giận nói, hạ hòe quân, nếu ông dám chạm vào một sợi tóc của nàng, cho dù liên thúy ngữ ta có liều cái mạng này cũng sẽ bầm thây ông ra vạn đoạn thương mai ngơ ngẩn nhìn liên thị từ khi cô đến cổ đại đến giờ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy liên thị nói ra những lời như thế tức giận đến thế hạ thừa tướng ngẩng đầu nhìn chằm chằm liên thị cười khẩy rồi lại điên cuồng cười to giống như là nghe được một chuyện rất tức cười băm thây ta ra vạn đoạn liên thúy ngư à liên thúy ngữ bà có còn nhớ cách đây không lâu bà và ta còn kết tóc muốn bên nhau cả đời sao giọng nói của ông như không như cười trong bi thương lại lộ ra vẻ cười nhạo. Liên thị lạnh lùng nói, không, đó đã là chuyện cách đây rất lâu rồi, nhưng mà trí nhớ của ông tốt như thế, chắc là vẫn còn nhớ rõ. Sau khi chúng ta kết tóc không bao lâu ông đã dẫn theo Trần Nguyệt Nhung quay về, nói với ta rằng ông yêu bà ta, ta trở thành một người phụ nữ không hiền huệ, không rộng lượng, hẹp hò. 16 năm qua, ông chưa từng nhớ đến chút tình cảm vợ chồng nào, không thương yêu thương mai, thậm chí vì muốn để cho Hạ Oanh nhiễm gả cho thái tử, ông còn vô tình ép cả thương mai cho lương vương. Từ ép hôn đến, tận bây giờ, ông nói cho ta biết ông đã ra tay tàn nhẫn với con gái ông bao nhiêu lần rồi. Nếu nàng không có mạng lớn, bây giờ đã biến thành một oan hồn từ lâu rồi. chương 208, suy nghĩ của An Thân Vương Đáy mắt hạ thừa tướng như bắn ra tia lửa, nếu không tại ngươi tổn hại đến thanh danh của ta, ta cần gì phải làm chuyện như thế? Nếu không phải tại ông muốn hại đời con bé, nếu ông không từng bước ép buộc con bé, con bé sẽ làm chuyện như vậy với ông à? Ông đi đi, ta và ông đã làm phu thê với nhau 17 năm rồi, ta chưa từng nói chuyện với ông bằng giọng điệu này, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nể tình phu thê 17 năm của chúng ta, ta khuyên ông một câu, ông hãy tích chút ân đức cho nhà họ hạ đi, đừng kéo phúc phận mà tổ tiên ông đã tích lũy xuống. Liên thị nói xong thì nói với Du Mama, trước khi ta dọn ra khỏi hạ trí Uyển, không được cho bất kỳ người nào trong phủ thừa tướng tới đây quấy rối. nếu có người bước vào hạ chí huyền một bước, thì bảo tiểu đao đuổi đi. Vâng, dù ma ma thấy liên thị thật sự thay đổi cách nhìn, thì càng cảm thấy mình quyết định đi theo thương mai là một quyết định đúng đắn. Hạ thừa tướng nhìn thương mai, đáy mắt hiện lên vẻ tàn ác và dữ tợn, dưới tác dụng của rượu, ông hoàn toàn không che giấu sự oán hận của mình, mà trắng trợn nói cho thương mai biết, ông muốn cô chết. Thương mai không hề sợ hãi, hai người trên danh nghĩa là hai cha con như đang tiến hành trần quyết đấu bằng mắt không ai chịu nhún nhường ai cuối cùng hạ thừa tướng không nói câu nào nhìn liên thị sâu xa rồi xoay người rời đi ông đi rất quyết đoán trong giây phút ông xoay người đáy mắt trần đầy sự lạnh lẽo không còn sự mơ màng nữa thương mai quay đầu vươn tay ôm lấy liên thị hành động đứng ra che chở cho cô của liên thị đã làm cô rất cảm động liên thị nhẹ nhàng vỗ lưng cô giọng nói mang theo sự bi thương khó mà diễn tả, nếu mẹ sớm. Bà không nói tiếp nữa, nhưng thương mai biết, nếu bà sớm trở nên mạnh mẽ một chút, con gái bà sẽ không chất. Ban đầu tâm trạng liên thị là nản lòng thoái chí, không nhún nhường cũng không chịu đựng, chỉ là mất hết niềm tin vào mọi thứ, nhưng bà lại không nghĩ đến con gái mình, chính vì điều này mà cả đời này bà không thể tha thứ cho chính mình. Liên thị và hạ thừa tướng Hòa Ly, không, giờ phải gọi là liên thúy ngữ, giờ bà không còn là liên thị của người nào nữa rất nhanh bên phủ an thân vương đã biết tin liên thúy ngữ đã hòa ly với hạ thừa tướng là mộ dung tráng tráng nói cho ông biết lúc đó ông đang cho cá chép ăn nghe tráng tráng nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn tráng tráng rồi đáp ưm ừ. hả ý ngươi là sao tráng tráng đi tới hỏi người định làm thế nào an thân vương lại liếc nhìn bà làm thế nào chuyện gì giờ bà ấy tự do rồi đã hòa ly rồi Mộ Dung Tráng Tráng kiên nhẫn nói. Ừm, um, ông lại ừm, rồi cho cá trong hồ ăn. Ây da, tiểu nhị vương gia của ta, ngươi nói thử xem giờ trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Mộ Dung Tráng Tráng giành lấy thức ăn cho cá trong tay ông, rồi ném hết xuống hồ. An thân vương thấy cá tranh nhau giành thức ăn, thì lắc đầu nói tiểu cô cô cho cá ăn thế này thì còn gì là hứng thú nữa. Hứng thú cái gì, ta hỏi ngươi, ngươi đợi bà ấy nhiều năm như vậy, giờ bà ấy không làm phu nhân tướng ra nữa, mà là liên tiểu thư, người định làm gì đây? Hoàng Thái Hậu đã lo lắng chuyện hôn sự cho người bao nhiêu năm rồi. Thế mà ngươi chỉ đáp một chữ ừm, ngươi muốn chọc ta tức chết đúng không? An thân vương liếc nhìn tráng tráng, tiểu cô cô làm như mẫu hậu chưa từng lo lắng cho cô cô vậy. Tráng tráng sửng sốt, chuyện của ta liên quan gì đến ngươi? Giờ chúng ta đang nói chuyện của ngươi, ngươi đừng có mà chuyển đề tài, ngươi muốn làm thế nào, ta sẽ dốc hết sức để phối hợp với ngươi, hay là ngươi vào cung tìm hoàng thái hậu ngay đi để bà ấy hạ chỉ ban hôn nói xong tráng tráng định xoay người rời đi nhưng an thân vương vươn tay kéo bà lại khuôn mặt điển trai hơi ảo não tiểu cô cô đừng đi tráng tráng nhìn ông vậy ngươi nói xem người định làm thế nào an thân vương buông tay nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói bản vương không biết không biết là thế nào sự mạnh mẽ vang dội của chiến tướng trên chiến trường đâu rồi người mau dùng sự dũng mãnh đó để theo đuổi tình yêu đi. Chán chán kích động nói. Nhưng an thân vương lại lắc đầu, từ nhỏ, thứ mà bản vương muốn đều sẽ ra sức đi tranh giành, bản vương sẽ không tiếc mọi thứ để đạt được mục đích. Nhưng tiểu cô cô à, có lẽ cô cô cũng hiểu, có những người, cô cô phải cẩn thận bảo vệ, quan tâm đến cảm nhận của người đó, cô cô cảm thấy, giờ bà ấy sẽ đồng ý tiếp nhận phân tình cảm khác ư. Người không thử thì làm sao biết sẽ không được, có lẽ bà ấy sẽ tiếp nhận người đó. An thân vương nhìn tráng tráng, đáy mắt phẳng lặng sáng ngời, bản vương hiểu bà ấy hơn chính mình, bản vương đã đợi bà ấy nhiều năm rồi, trong quá trình chờ đợi, bản vương chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đợi được, nên bản vương thật sự không quan tâm đến chuyện cho bà ấy thêm chút thời gian, để bà ấy hoàn toàn bước ra khỏi sự mờ mịt trong tướng phủ. Nhưng bản vương vẫn sẽ đi nói cho bà ấy biết, bản vương vẫn đợi bà ấy, lần này bản vương không phải đợi bà ấy tự do, mà là đợi bà ấy tiếp nhận cuộc sống mới. Tráng Tráng hơi mất hứng nói, ta vốn cho rằng ngươi sẽ đi tìm bà ấy ngay, không ít người đang mong đợi chuyện tốt của hai người đấy. Tiểu cô cô hãy tin Bản Vương, giờ không ai nóng lòng hơn Bản Vương hết. An Thân Vương vươn tay vỗ vai Tráng Tráng, đôi mắt vẫn sáng ngời, nhưng có những người đáng để chúng tôi đợi cả đời. Tráng Tráng gần như quay đầu lại ngay, hai mắt đã ngấn nước, bà không có người để chờ đợi như vậy, bà từng rất yêu một người, yêu đến mức không còn lòng tự tôn, nhưng cuối cùng bà chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ấy cưới nô tỳ được sủng ái nhất bên cạnh mình. Ngày bọn họ thành thân, nô tỳ đó xuất giá từ phủ công chúa, bà thấy ông ấy cưới bạch mã đến, dáng vẻ anh Tuấn, mặt mày sáng sủa như người trong mộng của bà. Nhưng ông ấy không tới cưới bà, ông ấy chỉ cưới nô tỳ của bà thôi. Từ ngày hôm đó, bà chưa từng để mình uống say, bởi vì bà biết sau khi mình say, bà sẽ điên cuồng nhớ nhung một người, bà không gánh nổi nỗi nhớ nhung này, cũng không chịu nổi sự đau lòng này trên cổ tay bà có mấy vết sẹo, là lúc bà không thể chịu đựng được đã rạch tay mình để nhắc nhở, đừng để tim mình chịu tổn thương nữa. Lão nhị thật may mắn, giờ vẫn có thể đợi được người mình yêu, nên hắn cần gì phải hành động gấp gáp chứ. Nếu hắn đã đồng ý dùng cả đời để che chở cho một người, thì sẽ mặc kệ thời gian. An thân vương vươn tay, vuốt tóc tráng tráng, rồi khẽ nói tiểu cô cô, cô cô nên buông xuống rồi. Ta đã sớm buông xuống rồi giọng nói của tráng tráng mang theo vẻ đau lòng khó mà diễn tả. Nếu tiểu cô cô đã buông xuống, thì mấy năm gần đây cô cô sẽ không du ngoạn nhân gian như thế. An thân vương khẽ thở dài, ông thật sự đau lòng cho tiểu cô cô, cũng tức giận với người kia. Không liên quan đến người đó, có những người, tráng tráng ngẩng đầu lên, nhìn mặt hồ đang gợn sóng, người phải dùng cả đời mới biết được mình thật sự hữu duyên vô phận với người đó, nên người chỉ có thể buông tay ra, bởi vì tim ngươi đã chết rồi, nên phải buông bỏ mọi thứ. Có lúc bản vương thật sự rất muốn giết hắn, An Thân Vương đau lòng nhìn vẻ mặt bi thương của Mộ Dung Tráng Tráng, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Tráng Tráng ngẩng đầu lên, cười thê lương, "Được, ta đi giết hắn giúp ngươi, rồi ta cũng có thể đi tự tử." Nói bậy, An Thân Vương tức giận quát. Mộ Dung Tráng Tráng ôm ngực, cười rất vô tư, nhưng lại rơi nước mắt, rồi thở dài nói, "Đúng vậy, ta đang nói bậy." nhưng nếu bà chết rồi thì tim sẽ không đau nữa. An thân vương nhìn bà, thật sự không đành lòng nói ra tin tức này, nhưng xem ra bà cần thời gian để chuẩn bị tâm lý, tiểu cô cô, hắn sắp quay về rồi. Cả người mộ dung tráng tráng khẽ run lên, một lúc sau mới nói ừm. Đúng vậy, ba năm sẽ hồi kinh một lần để báo cáo công việc, năm nay là năm thứ ba rồi. Mộ dung tráng tráng vẫy tay với ông rồi xải bước rời đi ta đi đây an thân vương nhặt khay đựng thức ăn cho cá ở dưới đất lên rồi khẽ lắc đầu nhà mộ dung toàn xảy ra chuyện tình cảm an thân vương vừa xoay người thì có một thị vệ vội chạy vào nhìn ông với vẻ mặt hớn hở vương ra ngài đoán thử xem thuộc hạ đã nhận được tin tức gì an thân vương sải bước rời đi thị vệ vội đuổi theo nói liên đại tiểu thư hòa ly rồi. an thân vương càng sải bước rời đi thị vệ sửng sốt chuyện vui mừng thế này mà vương ra cứ thế rời đi ư Ngài ấy đợi nhiều năm như vậy, nên thay lòng rồi sao? Hôm sau, quả nhiên nha môn đã tìm đến cửa. Lúc thẩm vấn, hạ thừa tướng cũng có mặt ở đó, ông nhìn chằm chằm Thương Mai, chỉ sợ cô ra sẽ nói ra những lời hấp hối của hạ đoàn, nhưng cô rất tuân thủ lời hứa, không hề nói chuyện này ra ngoài. Tây Môn Hiểu Nguyệt không thừa nhận mình phóng hỏa, nhưng lại thừa nhận mình đã sai người đi mời đội múa rồng lửa. Lý thị mẫu thân của Tây Môn Hiểu Nguyệt đã tốn một lượng bạc lớn để mua chuộc một người trong đội múa rồng lửa, bảo hắn ta thừa nhận đã phóng hỏa bên tân phòng. Mục đích là để di chuyển sự chú ý về sự cố ngoại ý muốn của múa rồng lửa, tạo nên hiện trường giả là có người cố ý phóng hỏa, như vậy có thể giữ được danh dự của đội múa rồng lửa, tránh việc một khi chuyện này truyền ra ngoài, thì sau này sẽ không còn nhà quyền quý nào mời bọn họ nữa. Nhà môn kết luận sơ bộ rằng, đám cháy ở phòng phụ là sự cố ngoại ý muốn, còn bên tân phòng là cố ý phóng hỏa. Tất nhiên, đây chỉ là kết luận sơ bộ, chuyện này vẫn phải điều tra tiếp, bởi vì còn quá nhiều điểm nghi vấn. Tân Quốc Công cũng không thể chịu nổi tiếng khóc của Lý thị và Tây Môn Hiểu Nguyệt, đành phải vào cung tìm hoàng hậu, hoàng hậu đích thân tìm thượng thư lệnh thôi đại nhân để nói chuyện. Hoàng hậu không nói thôi đại nhân thiên vị, mà chỉ nói nếu giờ nha môn đã kết luận sơ bộ rằng phòng phụ là sự cố ngoài ý muốn, vậy thì trừng phạt người cố ý phóng hỏa tân phòng sẽ bình ổn mọi chuyện. Thôi đại nhân thấy chuyện này chỉ liên lụy đến tướng phủ và phủ quốc công, chứ không gây hại đến người khác, cũng biết đây là cuộc đấu đá nội bộ của tướng phủ, nên quyết định kết án, vì ông không muốn lãng phí nhân lực vào trong âm mưu tính toán ở phủ Trạch này. Vì Tây Môn Hiểu Nguyệt cố ý thuê người gây bất cẩn, hơn nữa cũng không tăng cường biện pháp phòng hộ, gây ra hỏa hoạn ở tướng phủ, ảnh hưởng đến mạng người, phải chịu trách nhiệm có liên quan, bị phán quyết giam cân 3 tháng. Thật ra cái gọi là trách nhiệm có liên quan chẳng qua chỉ là do nha môn lười nghĩ ra cái cớ mà thôi, dù gì mọi người cũng đều biết, Tây môn hiểu nguyệt không thể trốn khỏi trách nhiệm trong chuyện này, nhưng nếu có người chết thay, lại có hoàng hậu ra mặt, nha môn chỉ. Có tùy tiện xử 3 tháng cho xong chuyện. Còn vụ án Tây môn hiểu khánh tổn thương người khác, vì có người y chứng thực mấy năm trước hắn đã mắc triệu chứng của bệnh điên, mặc dù đã có chuyển biến tốt khi điều trị, nhưng vẫn phát tác, hôm đó sau khi ngộ thương Quế Viên đã tỉnh táo lại, đúng lúc nhìn thấy đại tiểu thư tướng phủ hạ thương mai đang ở bên núi giả, vì muốn trốn khỏi sự trừng phạt, đã nảy sinh ác ý muốn giá họa cho thương mai. Tất nhiên thôi đại nhân biết chuyện này không đơn giản như thế, nhưng vì nó liên lụy đến thái tử, nên ngoài mặt căn dặn nhân chứng lễ thân vương đã tận mắt chứng kiến một chút rồi thôi. Lễ thân vương thấy hình bộ dân quyển tông lên, lại thấy ngự y xác định Tây Môn Hiểu Khánh có bệnh biên, hắn là một nhân chứng, mọi chuyện chỉ nhìn vào chứng cứ, nên hình bộ quyết định xử lý. Tây Môn Hiểu Khánh bị phán quyết một năm tù. Tốc độ giải quyết chuyện này đều nằm trong suy đoán của mọi người. Chỉ cần Thương Mai và Lương Thị không đưa ra được chứng cứ, mà chỉ dựa vào mấy chứng cứ đơn giản, thì khó mà đẩy tẩy Môn Hiểu Nguyệt vào tội danh phóng hỏa được. Mặc dù Thái Bảo đã phân tích vụ án, nhưng lại không kể lại toàn bộ vụ án cho nha môn biết khi ông tra hỏi ở Phủ Quốc Công hôm đó, như ông đã nói. Ông giữ lại một bản, sai người chỉnh sửa lại khẩu cung hôm đó, rồi mang tới cho Tấn Quốc Công, đồng thời cũng đóng con dấu của riêng mình, đây là cơ hội cuối cùng để Tấn Quốc Công không làm trò ma quỷ. Đây là lần đầu tiên trong đời Thái Bảo Thiên vị, giờ tuổi tác đã lớn, tâm tư không còn cứng nhắc như trước nữa, ông thấy tử đệ trong tộc không ngừng suy yếu, lao lực quá độ. Thái Bảo còn sai người mang một quyển tông đến cho Liên Thị, quyển tông này kể lại toàn bộ vụ án phóng hỏa với sự tham gia của tướng phủ, đây đều là suy đoán của ông, đồng thời cũng rất chính xác. Nếu quyền tông này công khai ra bên ngoài, đầu tiên không nói tới việc có thể thu thập tội danh của tướng phủ hay không, nhưng cũng đủ khiến tưởng phủ thân bại danh liệt. Bởi vì, đó là đại thân có danh vọng nhất trong triều, hơn nữa những lời ông nói đều là trùng khớp với sự thật. Lý do ông gửi cho liên thị là vì trong lòng thái BBO ái náy, ông cảm thấy mình đã thiên vị rồi. Trong quyền tông này nói nhiều như vậy, nhưng chỉ nói rõ một sự thật, đó là âm mưu mà Hạ Thừa Tướng và Lão Phu Nhân đã bày ra để giết Hạ Thương Mai. Thái Bảo xuất phát từ lòng hổ thẹn, nên gửi quyền tông này cho Liên Thị để bôi thường. Chuyện này vốn nên làm lớn, nhưng vì mỗi người một ý, nên cứ thế lắng xuống. Tất cả đều nằm trong dự đoán của Thương Mai, Lương Thị không thể nào làm chứng cho Tây Môn Hiểu Nguyệt, bởi vì cho dù bà từng căm hận nàng ta và Phủ Quốc Công, nhưng Nhi Tử và Nữ Nhi của bà đều là người trong Phủ Quốc Công, nếu Phủ Quốc Công thật sự xa suốt, thì tiền đô của bọn họ cũng biến mất. Nhất là hiện nay Tây Môn Hiểu Khánh còn phải ngồi tù, nếu bị phủ quốc công liên lụy thì tiền đồ của bọn họ sẽ rất lo ngại. Đây là tâm tư của một mẫu thân ích kỷ lại vĩ đại. Ép hạ thừa tướng viết hưu thư với Tây Môn Hiểu Nguyệt đã là sự trả thù lớn nhất với nàng ta rồi. Sự đanh đá của Lương Thị chỉ làm cho người khác nhìn thấy, bà ta luôn mềm lòng với người trong phủ quốc công. Lương Thị không nói, thương mai biết mình có nói cũng không nắm phần thắng nếu không thể nắm chắc việc lật đổ hạ thừa tướng và lão phu nhân, cô cần gì phải dày vò, lãng phí tâm tư và thời gian. Trong hạ trí uyển, giờ Trần Loan Loan đang rất buồn chán, vì tiêu thác và mộ dung khanh đã rời khỏi kinh thành. Nghiêm vinh thì không có chuyện gì làm, nhưng ta có hỏi hắn cũng không nói tiêu thác đã đi đâu, thì nói xem hắn và vương gia đã đi đâu chứ. Sao vẫn chưa quay về? Trần Loan Loan chống cầm hỏi thương mai. Thương Mai cũng không ngẩng đầu lên nói, hắn có thể bỏ việc chính sự để đi ra ngoài mấy ngày, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Người cứ đợi thêm mấy ngày nữa đi, bọn họ sẽ không đi lâu đâu. Trần Loan Loan yêu sâu, nói vậy cũng đúng, nhưng ta không giống tỷ, Thương Mai, ta không còn sống được bao lâu nữa. Thương Mai đang định nói với nàng ta rằng, có đôi khi vận mệnh do chính mình nắm giữ, nhưng nghĩ tới chuyện mình xuyên không, cộng thêm những chuyện mình đã đối mặt sau khi tới cổ đại, thì câu nói này không khỏi buồn cười. Người sẽ tốt lên thôi, hãy cho mình chút lòng tin đi. Thương Mai an ủi, rồi vẽ tiếp. Trần Loan Loan tới gần hỏi, rốt cuộc tỷ đang vẽ gì thế? Từ lúc ta bước vào đây tỷ luôn vẽ tranh, ôi trời ơi, Thương Mai, tỷ thật không biết xấu hổ, tại sao lại vẽ một người đàn ông không mặc y phục thế? Trời ơi, cho ta xem với, ta cũng muốn xem. Im miệng, người đừng hét toáng lên như thế, Thương Mai hận không thể bịt miệng nàng ta lại chương 209, người muốn sống cuộc sống thế nào? Trần Loan Loan che miệng, nhìn chằm chằm bức tranh của Thương Mai, rồi trợn tròn mắt người đàn ông này là ai? Thật cường tráng, nhưng tại sao tỷ lại không vẽ rõ mặt? Mấy đốm đen đen này là gì thế? Ồ, ngay cả bộ phận này tỷ cũng vẽ ra. Thương Mai, tỷ thật vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Thương Mai bình tĩnh nói, người mau lau nước miếng của mình đi, đừng làm bẩn tranh của ta, đây là tranh kinh mạch và huyệt vị. Tranh huyệt vị, tỷ muốn dùng cái này để luyện y thuật à? Trần Loan Loan hỏi. Không sai, thương mai thu hồi bức tranh, thấy khuôn mặt thất vọng của Trần Loan Loan thì nói, đợi sau này ngươi thành thân rồi, sẽ biết thật ra cơ thể đàn ông cũng không đẹp đến thế. Sao tỷ lại biết, chẳng lẽ tỷ đã nhìn thấy rồi à? Tỷ nhìn thấy của ai thế? Trần Loan Loan chớp mắt nhìn cô hỏi. Ta chưa nhìn thấy. Tỷ chưa nhìn thấy sao lại vẽ sinh động đến thế, nhất là chỗ đó của đàn ông, nhưng ta đã nhìn thấy rồi trước đây ta đã từng nhìn thấy tiểu đệ của đường đệ trần loan loan thần bí nói ngươi đúng là tên trộm thương mai bật cười được rồi chẳng phải ngươi nói hôm nay có chuyện phải làm à sao còn chưa đi ta không vội khi nào về sẽ thuận tiện đi ngang qua lấy chút đồ trong phủ đệ lễ thân vương cho tổ mẫu phủ lễ thân vương trong lòng thương mai chấn động nghĩ tới từ sóc sóc mà lễ thân vương đã nói dù gì hôm nay ta cũng rảnh rỗi không bằng ta cùng ngươi tới phủ lễ thân vương một chuyến, trước đây hắn từng giúp đỡ ta, nhưng ta chưa tới cảm tạ hắn. Thương Mai nói, Trần Loan Loan nói, vậy thì còn gì bằng, dù gì ta cũng không thích hắn, vì hắn quá nghiêm túc. Thương Mai rất hy vọng lễ thân vương cũng là người xuyên không, vậy thì trong không gian này vẫn có đông hương của mình, chỉ ít là mình không cô độc đến thế. Nhưng liệu chuyện này có khả thi không? Cô không quá quen thuộc với bối cảnh thời đại này, nên không hiểu nhiều về chuyện buôn bán qua lại giữa Đại Chu với nước ngoài, càng không biết suốt cuộc thời đại tương ứng với lịch sử triều đại mà cô đang sống ở đâu. Thời hiện đại Tây Y được xem là y học hiện đại, là hệ thống y học hoàn toàn mới dựa trên nền tảng khoa học và thí nghiệm để xây dựng, có lẽ vào khoảng thế kỷ 17, lý thuyết máy móc mới bắt đầu phổ biến, từ sóc này được dịch từ tiếng Anh, dựa theo sự phát triển nền văn minh của Đại Chu hiện nay, có lẽ là vào thời đường, vậy thì từ sóc này chẳng có ý nghĩa gì nên không thể xuất hiện vào lúc này được nên cô quyết định đi thăm dò lễ thân vương một lát nói xong cô đứng dậy thương mai bảo đại đao ở lại rồi dẫn tiểu khuyên cùng theo trần loan loan trên đường trần loan loan vẫn luôn hỏi thương mai có phải cô vẽ tranh huyệt vị với dụng ý khác đúng không thương mai nói ta đã đồng ý với hoàng hậu nương nương là phải chữa lành vết thương trên chân lương vương giờ cơ thể lương vương đã gần khôi phục rồi nhưng trước khi chữa trị điên cuồng ta phải đánh gãy hai chân hắn Trần Loan Loan ngạc nhiên, "Thương Mai, tỷ đang nói đùa à?" Thương Mai nhún vai đáp không, "Ta nói thật đó, Lương Vương là người tàn bạo, hại nhiều cô gái như thế, đánh gãy hai chân hắn là còn nhẹ đó." Vẻ mặt Trần Loan Loan ngưng trọng, chỉnh một tư thế khác rồi nói, "Thương Mai, ta có chuyện muốn nói với tỷ." "Chuyện gì thế?" Trần Loan Loan nói, thật ra đánh giá bên ngoài về Lương Vương có hơi bất công, thật ra hắn không hề tàn bạo, người cũng rất tốt lúc tỷ chữa trị cho hắn đừng cố ý hạ độc tổn thương hắn. Thương Mai bật cười, được, ta biết chuyện này từ lâu rồi, chỉ cố tình chọc ghẹo ngươi thôi. Hơn nữa, tại sao người biết hắn là người tốt, người rất thân với Lương Vương à? Không phải ta, mà là tổ mẫu ta, tổ mẫu ta là lão tao bao, rất thích chơi đùa với võ tướng trẻ tuổi. Cái gì, ta không nghe lầm chứ, người mới nói tổ mẫu ngươi là lão tao bao. Rốt cuộc từ tao bao này là có từ thời cổ đại, hay tới hiện đại mới có. Thương Mai cảm thấy mình sắp sụp đổ rồi. Đúng vậy, chính Lễ Thân Vương đã nói thế. Con người cứng nhắc như Lễ Thân Vương sẽ nói những lời như thế với tổ mẫu ngươi à? Bọn họ luôn nói với nhau mọi thứ, ta cảm thấy tổ mẫu ta đã xem Lễ Thân Vương là bạn tốt rồi. Thương Mai dò hỏi, vậy ngươi hiểu rất rõ về Lễ Thân Vương. Trần Loan Loan gật đầu đáp, ừm, um, ta biết hết, vì ta thường xuyên tới vương phủ mà vậy ngươi biết chuyện gì, mau nói cho ta nghe. Trần Loan Loan nói, hắn có một vương phi, vương phi này là công chúa Bắc An, tới đây để hòa thân, đến giờ vẫn chưa sinh con, nên cẩn thái phi luôn hy vọng hắn sẽ cưới người khác, nhưng hắn không chịu, còn nói trừ khi vương phi tìm người đàn ông khác, hắn mới đồng ý cưới, như vậy mới công bằng. Thương Mai cảm thấy lễ thân vương có thể nói ra những lời này, nhưng đây không phải đáp án mà cô muốn biết, trước đây hắn đã từng bị thương chưa? chính là vết thương cực kỳ nghiêm trọng đến mức suýt chết đó. Thương Mai nhìn nàng ta mong đợi, hy vọng có thể nghe thấy câu khẳng định từ Trần Loan Loan. Tất nhiên là hắn từng bị thương rồi, triều đình có nhiều thân vương như vậy, gần như tất cả đều đã ra chiến trường, nên bị thương là chuyện thường tình, nhưng ta lại nghe tổ mẫu nói, năm đó Lễ thân vương bị thương rất nghiêm trọng, quân y tưởng rằng hắn sẽ chết, không ngờ sau khi hôn mê mấy ngày, hắn đã nhặt lại một mạng sao thương mai lại không biết sự tàn khốc trên chiến trường chứ? Sống chết là chuyện thường tình ở trên đời. Nghĩ đến vết sẹo trên người mộ dung khanh, có lẽ hắn đã bị thương rất nhiều lần trên chiến trường, hơn nữa còn mấy vết thương sâu, gần như có thể lấy mạng. Nhưng cũng may là hắn còn sống. Trong thế giới này, sống sót thật sự không dễ dàng, thương mai lại cảm thấy, thật ra cuộc sống bình thường cũng rất hạnh phúc. Có cuộc cải sung túc như thế, nhưng phải dùng tính mạng để đổi lấy. Còn hàng ngũ như Tấn Quốc Công và Hạ Thừa Tướng thì chắc chắn không hề hiếm thấy ở Triều Đại Chu và mấy quốc gia khác. Đây đều là những thứ dị dạng được sinh ra từ sự tranh giành quyền lực, khiến người khác căm ghét. Cô không khỏi thở dài, chẳng lẽ bọn họ không thể sống bình yên cả đời được à? Nếu thấy đủ thì được. Còn nếu không thấy đủ, cho dù leo lên ngôi hoàng đế thì sao chứ? Giống như hoàng đế Bắc Mạc kia, đến giờ vẫn còn muốn xâm chiếm đất đai các nước khác để mở rộng lãnh thổ, thậm chí không tiếc việc chăm họ lầm than, Rốt cuộc trong mắt mấy người nắm quyền này, tính mạng bách tính là thứ gì? Thương Mai thật sự hy vọng, cuối cùng Mộ Dung Khanh sẽ trở thành người như vậy. Nghĩ đến đây, cô hỏi Loan Loan, "Loan Loan, người có biết người muốn sống cuộc sống thế nào không?" Trần Loan Loan trả lời không hề do dự, "Chính là sống tiếp." "Nếu người có thể thuận lợi sống qua 19 tuổi, người hy vọng cuộc sống sau này sẽ như thế nào?" Trần Loan Loan sửng sốt một lát rồi nói, ta thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nàng chống cằm, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ta sẽ thành thân, sinh con, mua một căn nhà, mỗi ngày có thể ăn ba bữa, rồi nuôi thêm mấy con gà, tiêu thắc thích ăn cổ vịt và uống rượu, nên ta sẽ đi học cách hủ rượu, rồi ngày nào cũng cùng huynh ấy uống mấy chén. Thương Mai hơi cảm động, không ngờ hòn ngọc quý trong tay Trần Phủ, lại mong muốn có một cuộc sống đơn giản như thế nhưng cô cũng không khỏi bật cười, người thật sự muốn gả cho tiêu thác à. Tất nhiên rồi, Trần Loan Loan lại nghiêm túc ngẫm nghĩ, trước đây ta cảm thấy tùy ý tìm một người nào đó rồi gả cho họ, nhưng qua mấy ngày theo đuổi đại ca tiêu thác, ta cảm thấy nếu huynh ấy thật sự có thể lấy ta thì quá tốt rồi. chương 210, Người bị chó rượt. Thương Mai nghiêng đầu nhìn nàng ta, vậy là người thật sự thích hắn. Trần Loan Loan thành thật nói, đúng vậy, ta thích huynh ấy, huynh ấy không giống như các quý công tử khác, lúc huynh ấy nhìn người con người của huynh ấy luôn đen láy ai mà không có con người đen láy chứ thương mai không hề khách sáo nói không con người của huynh ấy rất đen tổ mẫu ta nói nếu người nào có con người đen láy vậy thì chứng tỏ tâm địa người đó rất thẳng thắn vô tư là người tốt nàng nói xong thì nghiêm túc nhìn vào mắt thương mai một lát rồi nói con người của tỷ hơi nâu thương mai tỷ là người có tâm địa độc ác thương mai nhìn vào mắt nàng ta hai con người đen lấy đang xoay tròn, nghĩ tới con người Trần Loan Loan thật sự rất thẳng thắn vô tư. Chuyện này không hề có căn cứ khoa học, Thương Mai nói. Căn cứ khoa học là gì? Trần Loan Loan hỏi. Không có gì, người cảm thấy ta là người có tâm địa độc ác à? Thương Mai hỏi. Trần Loan Loan lắc đầu nói, không có, nhưng ta cảm thấy tỷ là người rất có năng lực nhẫn nhịn, tướng phủ đối với tỷ như vậy, mà tỷ vẫn có thể nhẫn nhịn được, nhưng tổ mẫu ta nói tỷ phải nhẫn nhịn trước. Ngươi và tổ mẫu ngươi cũng nói đến chuyện riêng của ta." Thương Mai rất ngạc nhiên, cô vốn cho rằng Trần Thái Quân không phải là người nhiều chuyện như vậy. Trần Loan Loan nói, "Hôm đó lúc quay về từ tiệc cưới, tổ mẫu đã nói chuyện này ở trên xe ngựa rồi, nói gì mà giờ lão phu nhân ngày càng không biết xấu hổ, đã đến lúc chó cùng rứt dậu rồi, nói Hạ Thương Mai phải biết nhẫn nhịn, đừng cần đuôi chó điên, bằng không sẽ thật sự bước điên bọn họ, dù cuối cùng vẫn có thể loại trừ, nhưng chắc chắn sẽ tổn thương đến mình." Thương Mai không khỏi tâm phục khẩu phục Trần Thái Quân, quả thật là vậy, đây là lý do tại sao cô phải nhẫn nhịn. Giờ đối với tướng phủ đã không thể dùng hội chứng ếch luộc nữa, mà phải tránh chúng bằng một kích. Từng thời cơ để đối phó với bọn họ đã qua rồi, giờ nhất định phải có một chỗ để đột phá, và cô đang đợi chỗ đột phá đó. Hơn nữa, cô tin chắc rằng không cần cô tự đi tìm chỗ đột phá, hạ thừa tướng cũng ngoan ngoãn dâng tới miệng. Vì ông ta không còn sự lựa chọn nào khác đến cổng vương phủ, hai người xuống xe ngựa bảo nô tỳ đợi ở bên ngoài. lễ thân vương đang dắt chó đi dạo trong sân, trần loan loan đi tới nói: vương gia, tổ mẫu bảo ta tới đây lấy rượu hoa quế. lễ thân vương lạnh nhạt liếc nhìn thương mai, chỉ một vò thôi. thương mai nói: vương gia yên tâm, tôi không cần thứ đó. lễ thân vương đáp ừm, rồi sai người đi lấy rượu, đồng thời bảo trần loan loan cũng đi theo lấy, còn mình thì ngồi trên ghế đá chơi đùa với chó ở trong sân đây là một con chó vàng được nuôi rất to lớn lông ngắn cả người toàn cơ bắp lúc đi cơ bắp cũng chuyển động theo nên hơi đáng sợ con chó này không hề sủa cô có thể thấy nó đã được lễ thân vương huấn luyện nghiêm chỉnh thương mai thấy chỉ còn mình và lễ thân vương ở riêng với nhau nên chợt nhớ tới chuyện thăm dò đúng rồi vương gia cũng biết y thuật à lễ thân vương khẽ nói không biết hôm đó ta thấy vương gia nói quế viên chỉ bị sóc sóc, ta còn tưởng vương gia cũng biết y thuật chứ. Thương Mai tới gần thêm một bước, con chó đó bỗng dương nanh múa vuốt với cô, dọa cô lùi về sau mấy bước, không dám tới gần nữa. Đại Kim không thích người lạ, cô cách xa nó một chút. Lễ thân vương phất tay với cô. Vâng, vâng, Thương Mai đảo mắt nói, vương gia thích chó à. Không biết vương gia có thích Golden Retriever và Pú Đồ không? Đó là cái quỷ gì vậy? là một giống chó, thương mai đoán hắn là đông hương của mình, nhưng đâu biết hắn xuyên qua từ thời đại nào. Có lẽ là trong những năm 6-70, lúc đó người trong nước vẫn chưa bắt đầu nuôi chó. Ta không biết, lễ thân vương ném một cục xương cho đại kim, không muốn để tâm đến thương mai cho lắm. Thương mai hơi mất hứng, cô thật sự rất hy vọng có một người đồng hương, cho dù là một lão hương mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nói đến chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Cô lại nhìn Lễ Thân Vương, "Đúng rồi, Vương gia, không biết Vương gia đã đi khám bác sĩ tâm lý chưa? Ta nghe đài phát thanh nói, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế có thể tìm bác sĩ tâm lý để chữa trị." Cô dùng mấy thuật ngữ hiện đại như bác sĩ tâm lý, đài phát thanh, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nếu hắn là người xuyên không từ thời hiện đại, có lẽ sẽ biết mấy từ này đúng không? Lần này, Lễ Thân Vương không trả lời cô ngay, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi. Thương Mai thấy lễ thân vương phất lờ mình thì bắt đầu hát, hắn tử cưỡi ngựa trong tim ta, ta nguyện hòa tan vào lông ngực rộng lớn của ngươi. Lễ thân vương ngẩng đầu, liếc nhìn Thương Mai, nhíu mày như thể hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn không nói gì. Thương Mai cắn răng, không biết bài gậy bắt ngựa à. Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn là người thời chiến tranh? Cô ngừng một lát rồi bỗng hùng hổ hát đại hợp sướng Hoàng Hà, Trương Lão Tam, tôi hỏi anh, quê hương của anh ở đâu? nhà tôi ở Thiểm Tây, đi qua sông khoảng 300 dặm. Mặt lễ thân vương khẽ co giật, bỗng ngẩng đầu lên chỉ tay về phía thương mai rồi nói với đại kim, mau cắn nàng ta. Đại kim vốn đang gặm cục xương, bỗng hùng hổ ngẩng đầu lên như thương mai trước khi hát, nhè răng ra sủa một tiếng, rồi lao về phía cô. Ôi mẹ ơi, thương mai bỏ chạy như một làn khói. Nhưng đại kim vẫn luôn đuổi theo thương mai, người sao có thể chạy nhanh hơn chó chứ. Nhưng người biết leo cây, còn chó thì không. Lúc thương mai suýt bị đại kim đuổi kịp đã thuận lợi trèo lên cây, hơn nữa còn trèo một mạch cành cây, rồi há miệng thở dốc. Đại kim đứng bên dưới sủa, dáng vẻ vô cùng hung ác. Lúc Trần Loan Loan ôm vào rượu ra, thấy thương mai và đại kim đang rằng co, còn lễ thân vương thì cầm roi, đứng trên thềm đá sân đình, ánh nắng xuyên qua khe hở các lá cây, chiếu vào mắt hắn, khuôn mặt anh Tuấn vẫn vô cảm như trước, nhưng giữa lông mày lại ẩn chứa một tia không vui thương mai cầu xin, vương gia, ta đã mạo phạm ngài rồi, mong ngài rộng lượng đừng so đo với tiểu nhân, mà tha cho ta một lần. Địa thế còn mạnh hơn người, nên cúi đầu ăn nói khép nép một lần cũng được. Lễ thân vương tức giận nói, lúc nãy tại sao ngươi chưa hát xong bài đầu tiên đã hát bài thứ hai? Hả, thương mai sừng sốt. ngươi mau hát hết bài đầu tiên đi, nếu cô không hát xong, trong lòng hắn sẽ cảm thấy khó chịu, hòa tan vào ngực ngươi là gì là cơ ngực hay lông ngực. Chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế thật biến thái. Thương Mai đành phải hát hết bài gậy bắt ngựa, rồi lễ thân vương lại bảo cô hát hết bài thứ hai, sau đó mới kéo đại kim ra. Lúc Thương Mai trượt xuống cây, chân cô đã mềm nhũn rồi. Trần Loan Loan cười đến nghiêng ngả, suýt chút nữa là quăng rượu hoa quế. Lễ thân vương dắt đại kim, nghiêm túc nói với Thương Mai một câu, sau này người đừng thất lễ như thế nữa. Không đâu, không đâu, Thương Mai vội tạ lỗi. Đã gặp ma rồi còn không sợ tối à? Cô thật sự không biết mình bị điên chỗ nào, mà lại đi thăm dò xem hắn có phải hiện đại không? Có lẽ hắn không hề nói từ sóc, mà do cô đã nghe nhầm. Dựa theo tính cách của hắn, cho dù hai người thật sự là đồng hương, hắn cũng sẽ không đồng tình với mình, không bằng cô chơi thân với mấy người cổ đại như Trần Loan Loan và Tráng Tráng còn sướng hơn. Ngay cả Tấn Quốc Công còn dễ gần hơn hắn. Lúc hai người lên xe ngựa rời đi, Trần Loan Loan còn cười nói, thương mai, tại sao tỷ lại hát cho lễ thân vương nghe thế? Con người hắn không có sở thích nào khác, mà chỉ thích nghe hát, nhưng không ai thích hát cho hắn nghe, bởi vì mỗi lần họ hát, sẽ hát đến khi nào người rụng rời mới thôi. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 14